Bởi vì gì, cái nguyên nhân vẫn còn đó, cái căng thẳng thần kinh vẫn còn, stress vẫn còn, thì nó vẫn còn cái tăng tiết thì sẽ vẫn bị. Yếu tố tiếp theo nữa là do cái chế độ ăn, là mang nhiều cái chất kích thích như là rượu, bia, ăn cay, ăn nóng quá mức thôi nha. Chứ còn thực chất là với y khoa mình, rượu nó cũng có cái tốt. Nếu mà gì sử dụng mà ví dụ như rượu vang dưới 300 ml, tức là một cái ly hoa hồng nhỏ nhỏ, thì mỗi bữa sau ăn hoặc trong lúc ăn thì nó tốt, mang tính là gì kích thích cái men tiêu hóa hoạt động rất là tốt. Nhưng mà thông thường khi mà mình uống thì mình uống lại hơi lố. Bia cũng thế, người ta khuyến cáo là nếu mà người bình thường thì uống khoảng nửa lon bia đến một lon bia trong một ngày là ok. Nếu mà mỗi bữa ăn thì uống nửa lon bia thôi thì ok, nó sẽ rất là tốt cho cái việc là tạo ra các men tiêu hóa. Nhưng mà mình có bao giờ mình uống nửa lon đâu, mình uống toàn cả thùng không à, nên là gì nó sẽ kích thích cái niêm mạc dạ dày và gây viêm loét. Yếu tố nữa thì người ta liên quan đến những năm về đây thì người ta biết đến cái vai trò của các gốc tự do. Gốc tự do nó gây phá hủy cơ thể ở nhiều vấn đề, về từ trong tế bào, từ các neuron thần kinh cho đến mạch máu. Cái bệnh xơ vữa mạch máu người ta cũng nghĩ nhiều, và người ta sẽ chứng minh được nó do cái gốc tự do gây ra. Cái gốc tự do nó còn, ngoài ra nó còn phá hủy các neuron thần kinh, gây teo não ở các bệnh lý ở người người già, bệnh gây ra các bệnh lý về Alzheimer. Vậy thì cái gốc tự do này nó từ đâu mà có? Thì nó có thể là do cái chế độ ăn, nhiều đồ nướng này. Đồ nướng là cái đồ mà nó cũng có rất là nhiều các gốc tự do, do thực phẩm mình đốt cháy nó sẽ phá hủy đi cấu trúc phân tử protein trong cơ thể, trong trong cái thực phẩm, và nó tạo ra những sinh ra những cái gốc tự do. Nên người ta thấy rằng là đồ chiên rán thì hạn chế ăn thôi, nó cũng là cái thực phẩm mà nó có chứa nhiều cái gốc tự do này. Để giảm được cái gốc tự do thì chị thì ăn lành mạnh, tức là ăn rau củ quả nhiều hơn thì nó giảm được cái gốc tự do. Tiếp là các cái thuốc, đặc biệt là cái thuốc thuộc cái nhóm corticoid, trong đó cái đứng đầu là các cái thuốc chống viêm ấy, rồi thuốc aspirin. Riêng có cái aspirin thì nó sẽ bám vào viên dạng viên nén, nó sẽ bám một cái thành dạ dày và nó gây viêm loét ngay tại cái vị trí mà cái thuốc nó bám. Thì để phòng được những cái thuốc này thì những cái thuốc mà kích ứng như mà dạ dày thì bắt buộc người ta phải uống sau ăn, thì là uống lúc no, Và nếu mà uống mà viên nén của aspirin thì người ta phải nhai nó ra. Còn để giảm được cái tác động của aspirin đến dạ dày thì người ta phải uống cái aspirin pH 8, tức là nó phải xuống đến tá tràng nó mới tan ra để đỡ cái dạ dày. Còn corticoid thì sao? Corticoid kể cả không dùng đường uống, mình dùng đường tiêm thì nó vẫn tác động rất là mạnh mẽ lên cái dạ dày. Có rất nhiều người, người ta chỉ tiêm ở khớp, tiêm ở lưng, gì vì vì cái viêm khớp, vì cái đau lưng, người ta tiêm ở khớp, tiêm ở lưng nhưng mà thủng dạ dày, là bởi vì nó sẽ làm gì kích thích về yếu tố thần kinh, nó tăng tiết cái dịch dạ dày rất là mạnh mẽ và nó gây viêm loét dạ dày. Một yếu tố nữa đó là do thuốc thuốc lá, cũng là một trong những cái yếu tố gây viêm loét. Vậy mà muốn thì muốn giảm được cái bệnh lý về viêm loét dạ dày thì mình phải điều chỉnh, thì đa số là mình phải giảm bớt đi được cái tác nhân mà gây phá hủy dạ dày này bằng cách là gì ạ? Điều chỉnh về chế độ ăn, tinh thần phải thoải mái, ăn bớt những cái thực phẩm có chất kích thích như rượu, bia, cay, và các đồ chiên rán, đồ nướng, rồi bớt đi sử dụng, không sử dụng thuốc lá này, hạn chế sử dụng các loại thuốc kháng viêm. Nếu có sử dụng các thuốc kháng viêm thì bắt buộc phải sử dụng sau khi ăn và theo dõi kỹ các tác dụng phụ của nó. Nếu mà sử dụng cái thuốc kháng viêm mà thấy nó nóng rát cái vùng thượng vị rồi, đau cái bụng rồi thì gì ạ, thì phải ngưng. Nếu không tiếp tục sử dụng tiếp nữa là nó sẽ thủng cái dạ dày. Đây là cái cơ chế cái viêm loét dạ dày, từ cái cơ chế đó mình đưa ra biện pháp phòng, đúng không ạ? Rồi tất cả cái này thì mình nói rồi. Một nữa là cái yếu tố về di truyền, tức là trong gia đình mà có cái người bệnh liên quan đến bệnh dạ dày thì tỷ lệ người thân trong gia đình bị nhiễm dạ dày nó cũng rất là cao. Thì cái này nó mang cái yếu tố gọi là yếu tố gia đình. Những cái này mình nói hết rồi ha. Vi khuẩn Helicobacter, các thuốc kháng viêm, cà phê, thuốc, rượu, cái này nói rồi. Dựa một hình ảnh nói hết rồi. Sau cái viêm dạ dày thì sẽ đến cái rối loạn tiêu hóa tại ruột. Thì mình sẽ có những cái hội chứng về tại ruột như là hội chứng về tiêu chảy này, hội chứng kém hấp thụ. Vậy thì ruột nó có những cái tác dụng gì? Chủ yếu các công dụng chính của ruột đó là hấp thụ chất dinh dưỡng. Vậy thì người ta định nghĩa về tiêu chảy
là tiêu chảy là đi tiêu mà phân lỏng nhiều nước trong một ngày, và trên 3 lần trên một ngày thì được gọi là tiêu chảy, trừ trường hợp là trẻ em nếu mà nó đang ở trong cái giai đoạn mà bú sữa mẹ hoặc sữa công thức hoàn toàn ấy, nếu mà trẻ đi cầu mà 5 đến 6 lần một ngày nhưng phân nó chỉ là một chút xíu phân thôi, hơi sệt sệt hoặc là có một chút xíu nước thì đó không được gọi là tiêu chảy. Nó không được gọi là tiêu chảy. Riêng đối với cái khái niệm về tiêu chảy ở trẻ em và táo bón ở trẻ em nó sẽ khác so với người lớn anh chị ha. Người lớn mình thì phân bình thường là một ngày một lần, nếu mà trên 3 lần trên một ngày á thì được định nghĩa là tiêu chảy nha. Còn trẻ em thì loại trừ những trường hợp như vậy. Khái niệm về táo bón cũng thế. Người lớn thì trên 3 ngày mà không không đi cầu á thì được gọi là táo bón. Thì được gọi là táo bón. Nhưng trẻ em mà cái dạng mà đang bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc dùng sữa công thức thôi, tức là nó chưa hề ăn dặm, nếu mà trẻ mà chưa không đi cầu trên 7 ngày mới được gọi là táo bón nha anh chị ha. Cái khái niệm về 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 táo bón ở trên trẻ nó sẽ có cái khác so với người lớn đấy. Và cái nhiệm vụ chính của cái ruột non á là nó hấp thụ cái chất dinh dưỡng. Tại cái phần ruột non này, nó khoảng 6 lít ruột non này thì nó sẽ tiết khoảng mỗi một ngày cái dịch ruột tiết ra khoảng 9 đến 10 lít một ngày cơ, rất là nhiều. Và đến 99% cái lượng nước thì nó được hấp thụ tại đại tràng, tức là ruột già. Vậy thì một ngày nó tiết rất là nhiều cái dịch như vậy để làm gì? Để hòa loãng cái thức ăn ra, giúp cho các nhung mao ruột nó thẩm thấu thức ăn một cách là tối đa nhất. Vậy thì những cái trường hợp mà tiêu chảy thì sao? Thì nó tiết cái lượng dịch ra quá mức. Có những trường hợp mà xuất tiết trên 10 lít dịch một ngày thì nó sẽ kích thích cái nhu động ruột tống cái thức ăn này ra bên ngoài. Thế khi tiêu chảy như vậy thì thời gian mà dung dịch nó đi qua các cái niêm mạc ruột này rất là nhanh và nó không kịp để hấp thụ, nó đào thải ra ngoài thì nó sẽ dẫn đến cái hội chứng là rối loạn hấp thu. Khi tiêu chảy mà nó kéo dài trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ mất chất dinh dưỡng. Thứ hai nữa là khi mà cái lượng nước này nó không được nằm ở đại tràng ấy, nó xuống đến đại tràng nó kích thích quá mạnh, nó tống ra ngoài thì nó không hấp thụ được cái lượng nước, tức là gì, 99% cái lượng dịch do tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa này nó tiết ra thì nó sẽ được hấp thụ tại đại tràng. 99% lượng nước được hấp thụ tại đại tràng, nó chỉ thải ra ngoài có 1% nước qua phân thôi. Chính vì vậy nên phân của người bình thường mình mới khô và nó thành khuôn, chứ thực ra dịch trong gì dịch trong niêm mạc ruột thì nó lỏng, nó rất là lỏng, chỉ là nước thôi thì mới hấp thụ thức ăn một cách là triệt để nhất. Vậy thì khi mà bị tiêu chảy, hội chứng tiêu chảy đại ruột á, thì thứ nhất là nó không hấp thụ được các chất dinh dưỡng vào phía trong, thứ hai nữa là nó mất đi cái lượng dịch tiêu hóa là hai, làm cho cơ thể mất nước là hai. Vậy hậu quả thì nó có thể gì ạ, về lâu về dài thì nó gây suy dưỡng, trước mắt thì nó có gì nặng nề thì nó có thể gây rối loạn nước điện giải dẫn đến là bệnh nhân tử vong nha. Cái cơ chế gây ra tiêu chảy thì nó có hai cơ chế chính, cơ chế thứ nhất là cơ chế thẩm thấu, cơ chế thứ hai là cơ chế tiết dịch. Về cơ chế thẩm thấu thì cái hiện tượng là cái nhung mao ở ruột ấy nó hòa tan các cái chất ra, những cái chất thẩm thấu này nó sẽ hấp thụ qua nhung mao đường ruột. Vậy thì khi mà có tiêu chảy ấy, thì nó sẽ kích thích, bởi vì nó tạo cái áp lực rất là mạnh, nó dẫn đến là nó kéo nước kéo muối từ trong lòng ruột đi ra ngoài do thiếu một số cái men, ví dụ như thiếu men lactose hoặc là một số trường hợp thuốc loạn trường thì nó sẽ gây ra tiêu chảy. Nhưng mà thường là tiêu chảy do thẩm thấu này thì tiêu chảy nhẹ thôi, nó số lượng phần nước ra ngoài phân nó sẽ ít hơn, nhưng mà cái tiêu chảy do cái tiết dịch ấy, thì là sẽ mất nước rất là nhiều, sự bài tiết nước và muối trong lòng ruột nó bất thường, sự hấp thu muối qua cái nhung mao ruột nó bị rối loạn dẫn đến là nó kéo theo cái clo, ion clo thì nó hấp thụ thụ động theo natri thôi. Thì ở cái vùng hẻm tuyến nó vẫn tiếp tục nó tăng men lên, dẫn đến là những cái nước từ trong gian bào nó sẽ chảy ngược ra ruột, và những trường hợp nặng nó tiêu chảy nặng do cơ thể bài tiết này á thì nó có thể là mất rất là nhiều nước. Ví dụ như là cái cơ bệnh 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 tả thì ngoài cái cơ chế bài tiết ra thì nó mất dịch do vừa vừa thẩm thấu mà vừa mất dịch do cái cơ chế bài tiết ấy, thì cơ thể có thể mất đến 10 lít nước trong vòng một ngày, nên là mất nước một cách rất là nặng nề. Thì cái cơ chế mà cái tiêu chảy do tiết dịch này thì chủ yếu là do các cái nội độc tố và ngoại độc tố của vi khuẩn, là do các cái enterotoxin ấy, nó sẽ gây ra kích thích cái hệ thống đường ruột, nó tăng tiết dịch.
và nó sẽ tống ra ngoài, dẫn đến là mất nước qua phân, làm cho cơ thể bị rối loạn nước và điện giải. Đây là cái mô hình người ta mô tả nữa, là các ion natri và clo nó đi qua đi lại của các cái niêm mao ruột ở vùng ruột và tế bào á, tất cả các dịch và nó đi theo, nó kéo theo, thụ động theo theo nước. Tiêu chảy tiếp là do tăng cái nhu động ruột. Tăng nhu động ruột tức là khi mà ruột nó co bóp rất là mạnh mẽ. Khi mà chúng ta đau bụng cũng thế, thì cái nhu động ruột nó đang tăng co bóp nên làm cho mình cảm giác mình đau bụng. Thế thì khi gặp các cái chất kích thích này là một này, kích thích cái hội chứng kích thích đại tràng là hai này, rồi những cái thức ăn mà mình cơ thể nó nhận biết đó là độc á, thì nó sẽ tăng cái nhu động ruột để là gì, để tăng cái co bóp, tăng co bóp và tống cái dịch này ra ngoài, tống cái chất vi khuẩn này, chất độc này ra ngoài. Vậy thì khi nhu động ruột nó tăng á, thì nó làm giảm cái thời gian mà phân nằm ở phần đại tràng lại, thì dẫn đến cái hiện tượng tiêu chảy. Thì một số cái cơ chế cho vi khuẩn cũng thế, do những cái thức ăn mà mình ăn không đảm bảo về vệ sinh cũng thế, khi mà người ta gọi là rối loạn tiêu hóa đấy, khi mình ăn những cái thực phẩm mà nó không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, tức là cơ thể nhận biết là có những cái chất độc cho hệ cơ thể, thì ngay lập tức cái hệ thống đường ruột nó sẽ có một cái đáp ứng, đó là tăng cái nhu động lên để mục đích là tống bớt, loại bớt các cái chất độc này ra khỏi cơ thể, và nó gây ra hiện tượng tiêu chảy. Vậy thì chính nhờ cái cơ chế tăng nhu động ruột này, thì đây thực chất của nó cũng là một cái cơ chế bảo vệ. Và lúc trước khi mà điều trị tiêu chảy á, thì người ta cho uống thuốc cầm tiêu chảy, tức là gì, không cho tiêu ra ngoài nữa để không mất nước. Nhưng mà sau này khi mình hiểu được cái cơ chế gây ra tiêu chảy và hiểu được bản chất của nó tăng nhu động ruột để làm gì, mục đích của cơ thể nó tăng nhu động ruột để tống bớt cái chất độc này ra khỏi cơ thể, nên bây giờ người ta điều trị tiêu chảy là người ta không có cầm nữa, mà cứ để cho nó ra hết cái chất này ra, mất bao nhiêu nước thì bù bấy nhiêu, mất bao nhiêu ion natri thì bù bấy nhiêu bằng cái dung dịch điện giải ozone á, thì thấy rằng là cái hậu quả nó để lại ít hơn. Còn nếu như mà mình uống cái thuốc cầm tiêu chảy lại á, tức là gì ạ, bịt cái hậu môn lại rồi, thì những cái chất độc này nó không được thải ra ngoài, khi không thải ra ngoài thì nó sẽ ngấm ngược cái chất độc này vô qua các niêm mạc về ruột và nó gây nhiễm trùng ruột, hậu quả nặng nề hơn nữa, nó có thể gây ra các hội chứng về nhiễm trùng máu, nhiễm trùng toàn thân nặng nề nữa, có thể là gây tử vong. Cái hội chứng tiêu chảy thứ tư nữa là tiêu chảy do tổn thương các niêm mạc ruột, ví dụ như sự hấp thu giảm các cái chất ở cái tế bào ruột nó bị tổn thương. Vậy thì khi mà nó viêm ruột ấy, thì nó giảm hấp thụ các cái chất mà cơ thể thì thiếu chất, vừa mất nước, vậy thì cái hậu quả của tiêu chảy gây ra nó những hậu quả gì? Cái sơ đồ này người ta sẽ giải thích cho mình cả cái cơ chế gây tiêu chảy và hậu quả của cái tiêu chảy, những cái nguyên nhân nào gây tiêu chảy. Thứ nhất là tổn thương thực thể tại ruột, ví dụ như là viêm ruột do các cái yếu tố về virus, vi khuẩn nó gây nên. Thứ hai là rối loạn về bài tiết, tức là nó tăng bài tiết dịch quá mức. Thứ ba là rối loạn về co bóp, tăng nhu động ruột thì nó dẫn đến cái hậu quả là tiêu chảy. Tiêu chảy là một tình trạng mà có phân nhiều nước, phân có nhiều nước và đi cầu trên 3 lần trên ngày. Vậy thì khi tiêu chảy nó cũng sẽ chia thành hai loại, một là cấp, hai là mãn. Khi tiêu chảy dưới 14 ngày thì được gọi là tiêu chảy cấp, mà tiêu chảy trên 14 ngày thì được gọi là tiêu chảy mãn anh chị ha. Tiêu chảy cấp thì nó gây ra hậu quả gì? Mất nước một cách rất là nhanh chóng, thì khối lượng tuần hoàn giảm. Khi khối lượng tuần hoàn giảm thì sẽ đấy hạ huyết áp, trị mạch, nặng nữa là nhiễm độc thần kinh và bệnh nhân tử vong. Ngoài cái mất nước ra thì bắt đầu nó có kèm theo, bởi vì nước keo mất đi thì nó cũng sẽ mất theo muối và các ion điện giải đồ và glucose, thì nó dẫn đến là trong lòng mạch nó cũng sẽ rối loạn chuyển hóa và bệnh nhân rơi vào tình trạng nhiễm toan nữa. Nhiễm toan tức là nhiễm axit đấy ạ. Hôm sau mình sẽ học cái bài thăng bằng kiềm toan ở trong cơ thể, thì có tức là thăng bằng axit bao giờ đó. Về tiêu chảy mãn, tức là khi mà người bệnh mà tiêu chảy trên 14 ngày thì được gọi là tiêu chảy mãn, thì nó cái hậu quả mà do tiêu chảy mãn gây ra, mãn tức là nó kéo dài và nó không có quá nhiều một lúc đó, thì cái hậu quả mà trị mạch thì ít hơn, mà nó lại gây ra cái hậu quả là giảm hấp thu. Trong quá một cái 14 ngày như này thì nó không hấp thụ được các chất dinh dưỡng, thì dẫn đến cơ thể bị thiếu các vitamin,
thiếu các cái chất muối khoáng, đạm, sắt, canxi, phốt pho. Vậy thì khi thiếu các cái vi chất này này thì sẽ dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu máu, đặc biệt là ở trẻ em. Nên là tất cả những trường hợp mà có cái tiêu chảy mãn đều phải bổ sung thêm các loại vitamin. Vitamin tan trong dầu, ví dụ như A, D, E, K phải cho bổ sung thêm. Ngoài cái việc mà điều trị tiêu chảy ra, người ta phải bổ sung thêm thuốc bổ nữa đối với những trường hợp mà tiêu chảy mãn. Đấy là xong về cái tiêu chảy. Mình có hỏi gì về cái hội chứng tiêu chảy này không ạ? Anh chị? Dựa trên sơ đồ này, người ta giải thích vừa nguyên nhân này, vừa hậu quả này. Nên là học về giải phẫu sinh, học về sinh lý bệnh ấy, thì mình học cái sơ đồ nó sẽ dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn. Từ cái sơ đồ mình nhìn ra mình giải thích. Khi mà nhìn trên sơ đồ mà giải thích được thì tức là mình thuộc được cái phần lý thuyết phía trên rồi đấy. Thì khi mình hiểu được bản chất vấn đề rồi á, thì nó dễ nhớ bài hơn, làm trắc nghiệm, làm test nó cũng dễ hơn. Tiếp qua cái hậu quả của tiêu chảy thì sẽ đến cái hội chứng tiếp theo là hội chứng về tắc ruột. Tắc ruột thì là một cái tình trạng mà bệnh lý xảy ra khi một đoạn ruột bị tắc, tức là nó không lưu thông được. Thì do các nguyên nhân, do cơ học, do cơ năng, do cơ học là gì? Ví dụ những trường hợp mà thắt ruột, dính ruột, hoặc là u chèn ép, hoặc là các cái trên lâm sàng có những cái trường hợp mà tắc ruột do cơ học, ví dụ như run đi. Đã có rất nhiều những cái trường hợp mà ở những vùng sâu, vùng xa mãi không thể run, tự nhiên nó cho uống thuốc một cái viên thấy run xong là các con run nó thì bó thắt lại với nhau thành một cái khối, nó cục lại. Nó làm cho tắc ruột, nó không có lưu thông được ruột, nó gây ra cái hội chứng tắc ruột cấp, là mổ ruột ra thì thấy gấp ra có khi là được đến mấy trăm con ruột và nó búi lại vào nhau một lúc. Đây là những cái tắc ruột về cơ học. Và cái tắc ruột nữa là tắc ruột ở trẻ nhỏ. Anh chị hay thấy, nghe cái hiện tượng là tắc ruột và lồng ruột ấy. Vậy thì cái khái niệm tắc ruột là gì? Tắc ruột về cơ học tức là nó làm ngưng cái sự lưu thông, nó không có nhu động ruột từ trên xuống dưới nữa. Mà người bình thường mình thì khoảng 10 đến 12 phút thì sẽ có một cái đợt nhu động ruột để cho thức ăn đi xuôi xuống theo một chiều á. Thế thì khi mà nó ngưng lại á, nó tắc làm cho nó không có nhu động ruột đi xuống dưới được thì chuyện gì? Cái vùng phía dưới tắc á thì gần như không có nhu động. Cái vùng phía trên của điểm tắc á thì chắc chắn nó sẽ tăng nhu động. Cái vùng bên trên của cái điểm tắc nó tăng nhu động để là gì? Để mục đích của cơ thể, cái việc tăng nhu động này nó muốn khai thông, nó muốn khai thông cái sự tắc đó bằng cái cơ chế của cơ thể. Nên thì trên một cái điểm tắc, người ta gọi là tắc cao và tắc thấp. Thì tại cái điểm tắc đó, bên trên điểm tắc thì là sẽ tăng co bóp, nhưng bên dưới điểm tắc thì là không có co bóp, không có nhu động ruột nha anh chị ha. Không có nhu động ruột thì đồng nghĩa với việc là bệnh nhân có trung tiện không ạ? Không có trung tiện, không được có đi, không có đi cầu. Một cái bệnh nhân mà đi cầu bình thường thì không có thể gọi là tắc ruột được nha. Và cái hiện tượng trung tiện tức là đánh rắm, xì hơi ở trong cơ thể mình ấy, nó cũng thể hiện một cái sự là lưu thông cái nhu động ruột rất là tốt. Nó phải lưu thông. Và tại sao nó có hơi, nó sinh ra được cái trung tiện thì trong quá trình mà nó phân hủy thức ăn nằm ở trong đó nó sinh ra các cái men, các cái khí ga thì nó sẽ thải ra ngoài. Là hiện tượng mình trung tiện. Một người mà thường xuyên trung tiện thì tức là cái hệ tiêu hóa của người ta nó tiết hơi nhiều ga so với người bình thường khác, các cái chất phản ứng trong đó nó sinh ra hơi nhiều hơn so với người bình thường khác. Hoặc là trên trẻ em mình sẽ thấy rằng là nó bú nhiều, khi nó bú nó nuốt phải hơi thì nó cũng sẽ trung tiện nhiều, đánh rắm nhiều đấy ạ. Trên trẻ em thì nó có hiện tượng nữa là gọi là hiện tượng lồng ruột mà người lớn ít thấy. Lồng ruột là hiện tượng hai cái đoạn ruột nó lồng vào với nhau này. Khi nó lồng vào với nhau á thì ở vùng phía sau nó cũng không có nhu động ruột đâu anh chị ha, nó không có nhu động ruột ở phía dưới. Thì người ta có thể làm những cái đơn thuần hơn là bơm hơi tháo lồng. Mình nghe thấy cái thủ thuật này bao giờ chưa ạ? Có anh chị nào làm bên Nhi không? Có nghe cô. Dạ. Thì cái này đa số là người ta những trường hợp mà nó lồng thì khi thế thì làm sao biết được là lồng thì siêu âm. Người ta siêu âm bụng mà người ta thấy những cái đoạn lồng ruột thì trong y khoa mình có cái thủ thuật đơn thuần hơn là bơm hơi tháo lồng. Tất nhiên là bơm hơi tháo lồng nó cũng sẽ có những cái biến chứng, ví dụ như là vỡ, bơm căng quá thì nó có thể vỡ ruột, thì nó cũng là một trong những cái biến chứng nặng nề của bơm hơi tháo lồng.
đó là người ta bơm hơi từ dưới hậu môn bơm ngược lên, nó giống như hai quả bóng mà nó dính vào nhau á, mình bơm hơi và mình thổi vào thì nó sẽ hết dính. Khi mà cái đoạn ruột nó căng lên á thì cái đoạn ruột tự nó sẽ tháo. Nếu mà bơm hơi tháo lồng mà thành công á thì không cần phải mổ, còn nếu bơm hơi tháo lồng mà thất bại á, thì bắt buộc người ta phải phẫu thuật. Phẫu thuật thì nó có thể mổ mở hoặc là mổ nội soi để người ta phải khai thông được cái đường ruột đó. Nếu không khai thông thì chuyện gì đây sẽ là hoại tử ruột. Mà hoại tử, một khi hoại tử tức là chết rồi thì người ta phải cắt bớt đi cái đoạn ruột đó, thì là những cái rất là nặng nề rồi đúng không? Vậy thì dù bất cứ nguyên nhân gì về tắc thì người ta phải khai thông được cái sự tắc này nha. Chứ nếu không là gì ạ, sẽ gây ra nên cái hiện tượng là hoại tử. Và trong những cái trường hợp mà về tắc á, thì nó có tắc cao và tắc thấp. Nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân do cơ năng, rối loạn cái hệ thần kinh thực vật, những cái bệnh lý về liệt dây thần kinh 10 á, sau cái phẫu thuật người ta gọi là hiện tượng liệt ruột. Dây thần kinh 10 người ta còn gọi là cái dây thần kinh lang thang á, tức là nó đi chi phối các cái vùng về nội tạng. Sau khi phẫu thuật mà nó ảnh hưởng cái dây thần kinh 10 này thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà liệt ruột do cái tổn thương cái dây thần kinh 10 này. Về cơ chế bệnh sinh của cái tắc ruột cơ học thì nó thay đổi về nhu động ruột, thay đổi về dịch ruột và hơi trong ruột, thay đổi về các cái tạp khuẩn ở bên trong ruột. Các loại vi tạp khuẩn trong ruột thì nó có cả những loại vi khuẩn có lợi trong quá trình tiêu hóa. Nó thay đổi về lưu lượng máu, tức là cái mạc treo của ruột nó sẽ đưa máu đến cái vùng ruột, mà ruột cũng là một cái tạng mà được ưu tiên máu đến đây rất là nhiều. Những lúc mà mình nghỉ ngơi nó sẽ ưu tiên máu cho cái vùng mà nội tạng, đặc biệt là vùng ruột, để hấp thụ thức ăn một cái triệt để nhất ấy. Rồi các cái rối loạn chuyển hóa và cái ảnh hưởng toàn thân như mất nước, rối loạn nước điện giải, sốc giảm thể tích thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cơ học của ruột, tức là cái co bóp của ruột ấy, thì người ta gọi là cái cơ học của ruột. Thế cái cơ chế mà gần đến liệt ruột thì thường xảy ra sau phẫu thuật ở cái vùng bụng. Thì mức độ liệt thì nó tùy theo sự va chạm vào ruột, tức là gì? Tùy theo cái thời gian mổ và cái mức độ mổ, ví dụ như mổ nội soi thì nó ít tác động đến ruột hơn. Còn mổ mở thì mình phải mở phanh ra, mình phải sắp xếp lại các cái quai ruột thì mình tác động đến ruột càng nhiều thì cái nguy cơ mà nó dính ruột càng cao. Cái cơ chế mà tại sao ruột nó dính ý, thì nó cũng chưa rõ, nhưng mà người ta nghĩ nhiều đến các kích thích về phản xạ ức chế của nhu động ruột là một này. Do sự sắp xếp lại các quai ruột là hai này, thì nó dẫn đến những cái hiện tượng mà nó dính ruột. Chính vì vậy nên là để khắc phục được cái hiện tượng này á, thì sau phẫu thuật người ta cố gắng, người ta cho bệnh nhân vận động. Khi vận động á, ngồi dậy sớm thì nó tạo thành cái nhu động cơ học. Do khi mà mình cử động thì nó sẽ tạo ra các cái nhu động ruột. Và nếu mà mình nằm lâu quá thì cái ruột này nó sẽ dính vào nhau. Trang hội chứng nữa là hội chứng kém hấp thu. Hội chứng kém hấp thu là cái chức năng quan trọng nhất của ruột ấy. Thì khi mà nó không hấp thụ được ấy, thì sẽ không, cơ thể sẽ không có chất dinh dưỡng. Và lâu dần thì nó sẽ gây ra cái hội chứng là bị suy dưỡng. Có rất nhiều người mà ăn uống rất là đầy đủ cái chất dinh dưỡng, nhưng mà nó do cái ruột nó không hấp thụ được ấy, thì vẫn bị suy dưỡng. Vậy thì những cái nguyên nhân nào nó gây ra cái kém hấp thu này thì do ba cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân tại ống tiêu hóa, do dạ dày, do ruột, do tụy nó tiết ra ít cái men quá và làm cho thức ăn nó không có tiêu hóa ra được. Khi nó không tiêu hóa, nó không cắt ra được các phân tử thì ruột nó không hấp thụ được. Thứ hai, nguyên nhân tại ruột do các nguyên nhân về nhiễm khuẩn, nhiễm độc, rồi do giảm diện tích hấp thu thì hay gặp trong những trường hợp mà phải phẫu thuật cắt đi một phần của ruột non, rồi thiếu đi một số cái men bẩm sinh nào đó để tiêu hóa, rồi rối loạn tuần hoàn tại ruột, tức là cái tuần hoàn đưa đến ruột mà nó ít ấy, ở cái mạc treo ruột mà nó bị hạn chế ấy, thì nó cũng không có đưa cái chất dinh dưỡng từ ruột vào trong máu được. Nhóm nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân ngoài ống tiêu hóa liên quan đến các bệnh lý về nội tiết, nó dẫn đến cái hội chứng về kém hấp thụ. Vậy thì có những cái cơ chế và những cái triệu chứng. Thì ở đây có một cái bảng, người ta thống kê là một số cái cơ chế và cái triệu chứng mà nãy giờ mình có nói tới á, thì anh chị có thể tham khảo thêm. Vậy thì tóm lại về cái bệnh lý ở đường hệ tiêu hóa thì mình sẽ có các bệnh lý về rối loạn co bóp ở dạ dày,
rối loạn về bài tiết dịch thì có bài tiết dịch bảo vệ và dịch tấn công. HCL là các múc xin dạ dày, là hiện tượng bài tiết của dịch dạ dày. Tiếp theo nữa là các rối loạn về ruột. Ruột thì có hội chứng về tiêu chảy, hội chứng về kém hấp thu và hội chứng tắc ruột. Đó là ba những cái hội chứng thường gặp do các bệnh lý ở hệ thống đường tiêu hóa. Còn mai mốt anh chị học về phần chăm sóc và phần điều trị nữa thì nó sẽ đi sâu hơn về hệ tiêu hóa, dấu hiệu, triệu chứng, cách chăm sóc và cách điều trị. Ví dụ như đối với anh chị về điều dưỡng thì mình sẽ học kỹ hơn. Còn đối với những anh chị dược thì mình chỉ dừng đến đây thôi, là mình khái quát qua là hệ tiêu hóa nó có những bệnh gì, cái tên gọi bệnh như thế nào, dấu hiệu triệu chứng và cái cơ chế vì sao nó sinh ra cái hội chứng đó thôi. Mình có câu hỏi nào về cái bài hệ tiêu hóa này không ạ? Hệ tiêu hóa này nó rất là đơn giản thôi, sao đến cái bài chuyển hóa về gan nó mới là phức tạp. Anh chị ơi, mình có hỏi gì về cái hệ tiêu hóa không ạ? Lớp đi đâu hết trơn rồi. Không, cô. Dạ, nếu không có câu hỏi gì thì mình đi sang tiếp bài về gan anh chị ha. Anh gì? Anh Ngọc Hiệp ơi, anh tắt mic giùm đi cái. Anh Hiệp ơi, anh tắt mic giùm đi. Đang làm nghe chưa được mà nói khó lắm cô. Dạ. Có gì không anh Hiệp? Hôm nay cô không có cái bên trường chưa có nhường cái quyền quản lý lớp cho cô nên cô không tắt mic được cô anh chị. Nếu mình không có câu hỏi gì nữa thì mình đi tiếp bài sinh lý bệnh của chức năng gan nhé. Bài gan là một cái bài đó khá là phức tạp bởi vì cái chuyển hóa trong gan nó phức tạp lắm. Mục tiêu của bài thì mình có 5 cái mục tiêu chính. Một là nguyên nhân gây rối loạn cái chức năng gan. Thế thì phải biết được gan nó có những chức năng gì lắng thì mới biết được là nó rối loạn và nguyên nhân vì sao nó rối loạn. Thứ hai nữa là cái rối loạn chức phận về chuyển hóa chống độc của gan. Thứ ba là rối loạn về cái chức phận cấu tạo bài tiết của mật. Thứ tư nữa là rối loạn tuần hoàn và chức phận cấu tạo, chức phận tạo máu, chức năng tạo máu của gan. Và cái thứ năm là suy gan cấp và suy gan ngã mãn. Đây là hai cái bệnh lý rồi. Vậy thì mình nhắc lại về giải phẫu của gan này. Gan thì nó chia thành hai thùy trái và thùy phải. Thùy phải lớn thì lớn hơn thùy trái. Ngăn cách giữa thùy phải và thùy trái thì nó có cái dây chằng liềm, có dây chằng liềm hai thùy. Về hệ thống mạch máu của gan ấy, về phân thùy thì nó có 8 cái phân thùy, nhưng mà về thùy của gan thì hai bên thùy, thùy trái và thùy phải. Gan bên trái thì nó to hơn bên phải ha. Về tĩnh mạch để nuôi máu cho gan ấy thì nó có hai cái nguồn máu chính, một là tĩnh mạch cửa, hai là động mạch gan. Tĩnh mạch cửa là cái tĩnh mạch mà nó đi từ cái mạc treo ruột, nó sẽ đi ngược lên và nó đi qua gan. Chính vì vậy nên tĩnh mạch cửa nên mang rất là nhiều chất dinh dưỡng, nó vừa mới hấp thụ từ ruột xong nó sẽ mang máu này đến gan. Vậy thì đây là một cái nguồn máu nuôi cho gan rất là lớn, một là tĩnh mạch cửa. Hai là động mạch gan trung. Động mạch gan trung thì nó tách ra từ cái động mạch chủ bụng, nó sẽ nuôi máu. Và động mạch gan trung là cái màu đỏ này các anh chị ha, cái màu đỏ, cái màu xanh đậm này này là tĩnh mạch cửa. Anh chị nhìn thấy con chó chuột không ạ? Tĩnh mạch cửa là cái tĩnh mạch nó được bắt ra từ sau cái mạc treo ruột, nó từ cái hệ thống đường tiêu hóa nó sẽ đi ngược lên, đi qua gan. Tĩnh mạch cửa này mang rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thứ hai nữa là động mạch gan. Động mạch gan thì được tách ra từ động mạch chủ bụng ấy. Động mạch gan mang rất là nhiều oxy. Vì vậy thì hai cái mạch máu nuôi gan là tĩnh mạch cửa mang nhiều chất dinh dưỡng, hai là động mạch gan mang rất là nhiều oxy. Thứ ba nữa là tĩnh mạch chủ bụng thì nó chia thành, khi phân thùy khi vào gan thì nó chia thành tĩnh mạch gan trái, tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch gan phải ha. Rồi các tế bào gan nó sẽ bài tiết làm cái chức năng bài tiết mật nó sẽ tập trung thành các cái ống mật này nó tập trung dồn hết vào cái túi mật.
Đây hình ảnh cái màu xanh lá này là cái đường dẫn mật trong gan, đường dẫn mật trong gan. Và khi nó mật nó được đổ đầy, khi bệnh nhân đói thì mật nó đổ đầy ở túi mật. Khi bệnh nhân chúng ta khi người bệnh ăn vào thì cái túi mật này nó sẽ được đổ vào khúc hai tá tràng qua cái cơ vòng ốc đi để nó giúp tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là lipid, để nó phân hủy các phân tử ra để cho phần ruột nó dễ tiêu hóa hấp thụ hơn. Đó là cái chức năng vậy. Vậy gì đây là cái cấu tạo về giải phẫu của gan. Nhắc lại lần nữa, đấy là phần nhìn hình để nói, còn phần chữ thì gì, mình sẽ thấy là gan có hai phân thùy, thùy phải thì lớn hơn thùy trái, giữa hai thùy để được ngăn cách bởi dây chằng liềm. Dây chằng liềm bên ngoài gan thì nó được bao bọc bởi một cái lớp mô chất xơ gọi là u nang. Cái lớp xơ này nó giúp bảo vệ cái vùng gan ở bên ngoài bởi những cái tác động cơ học, ví dụ những cái chấn thương, những cái va đập đấy ạ. Nó chỉ bảo vệ được một phần những cái tác động nhỏ thôi, nhưng những tác động lớn, ví dụ như những lực cơ học tác động rất lớn trực tiếp lên cái vùng của gan thì chuyện gì sẽ xảy ra, thì các cái gan này nó phải vỡ hoặc nó dập. Và mình sẽ thấy rằng là nếu như gan mà vỡ mà dập thì cái nguy cơ là tử vong cực kỳ cao, do rất là nhiều mạch máu nó nuôi gan, và gan là một cái tạng mà nó cho máu đi qua rất là nhiều, nó phải nhiều như vậy để nó mới thực hiện được cái chức phận của nó. Rồi về máu nuôi gan thì nãy mình nói rồi, nguồn máu nuôi gan thì nó gồm hai nguồn, một là tĩnh mạch cửa, hai là động mạch gan. Tĩnh mạch cửa mang rất là nhiều cái chất dinh dưỡng từ ống tiêu hóa lên. Thứ hai, động mạch gan mang máu giàu oxy từ tim, từ động mạch chủ bụng nó sẽ chia thành cái động mạch gan trung á. Và động mạch gan này thì mang ra giàu oxy. Thì chính vì hai cái mạch lớn như thế này này, nó cũng là cái cửa ngõ để nếu mà có vi khuẩn ở trong hệ thống ở đường mạch máu á, mà bị nhiễm khuẩn thì nó cũng xâm nhập vào gan rất là nhanh chóng. Nên là gan cũng sẽ là cái cơ quan bị tổn thương đầu tiên khi mà cái cơ thể bị nhiễm độc ấy, thì nhiễm vi khuẩn, ví dụ bị nhiễm trùng máu một cái là gan nó cũng là cái nơi sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, bởi vì cái lượng máu từ cái tĩnh mạch cửa và động mạch gan trung nó đưa đến gan rất là lớn, nên mình sẽ thấy là nó nuôi thì nó cũng là nơi cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập, hoặc là ví dụ như các cái vi khuẩn hoặc là cái khối u chẳng hạn. Tạng gan là nơi mà máu có chứa rất là nhiều như vậy. Cái nhiều như thế thì khi mà đó là lý do mà mình sẽ thấy là ung thư gan là cái ung thư mà làm cho bệnh nhân tử vong nhanh nhất ấy. Bởi vì là gì ạ? Chỉ cần là có cái tế bào ung thư một cái thì nó sẽ sinh sôi nhảy nở lên rất là nhanh, và một khi mà mình phát hiện rồi thì nó đã di căn sang các điểm khác rồi, nên cái việc mà phẫu thuật mổ cắt cái khối u đó đi gần như nó không có ý nghĩa. Bởi khi mình phát hiện nó thường nó phải là sang đến giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3 thì tử vong nhanh lắm, trong vòng khoảng 6 tháng thôi là bệnh nhân tử vong. Có những trường hợp trên lâm sàng bệnh nhân có những dấu hiệu triệu chứng nhẹ nhẹ trước đó mà không chịu đi khám đó. vô đến bệnh viện nó đã sang đến giai đoạn 3, 2 đến 3 tháng sau là bệnh nhân tử vong rồi. Vậy thì vào đến gan thì những cái mạch máu này nó chia nhỏ đó, thì những cái tiểu phân thùy đây là những cái đơn vị của chức năng gan, và nó bao gồm hàng triệu các tế bào gan. Về chức năng của gan thì nó có 5 chức năng chính anh chị ha. Năm chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng thải độc. Gan là một cái chức năng thải độc cực kỳ quan trọng, là những cái chất nào mà độc tố nó tan trong mỡ thì sẽ đến tế bào gan được phân giải thành những chất không còn nguy hiểm nữa, hoặc là bớt nguy hiểm hơn sẽ được đào thải ra bên ngoài. Tiếp nữa là chức năng sản xuất mật, hay còn gọi là chức năng bài tiết mật. Tế bào gan là cái nơi mà sản sinh ra dịch mật, và nó dự trữ ở túi mật. Dịch mật thì theo cái đường mật nó đi xuống khúc hai tá tràng để giúp tiêu hóa các chất thức ăn bằng các cái hiện tượng là nhũ hóa các chất béo, cholesterol và một số các loại vitamin để ruột nó dễ hấp thụ hơn. Mỗi một ngày thì gan nó tiết ra khoảng 0,5 lít dịch mật. Các thành phần của dịch mật thì bao gồm muối mật, sắc tố mật, cholesterol, bilirubin, chất điện giải và nước. Thì nhắc lại lần nữa, các thành phần của dịch mật thì bao gồm muối mật, sắc tố mật, cholesterol, bilirubin và các chất điện giải ở nước. Để mình nhắc là gì, khi đến lúc nào mà các bệnh lý nó tắc cái đường dẫn mật thì sao? Tắc đường dẫn mật thì cái bilirubin nó không đổ được vào trong cái khúc hai tá tràng á, thì nó sẽ làm tăng cái bilirubin trong máu lên này. Khi tăng bilirubin trong máu, tức là tăng bilirubin tự do thì sẽ làm cho vàng da. Vàng da nên sẽ có những cái nguyên nhân của các bệnh lý vàng da trước gan, vàng da tại gan, vàng da sau gan, nó là như vậy.
Ngoài ra, gan là nơi mà nó tích trữ có rất là nhiều cái chất dinh dưỡng, và đây là một cái ngôi nhà dự trữ rất là nhiều vitamin và muối khoáng, các loại vitamin tan trong dầu như là A, D, E, K, vitamin B12 nó đều được tích trữ tại gan. Nên nếu một cái lá gan khỏe mạnh là một cái lá gan mà nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng nên lúc trước mình rộ lên một cái đợt mà người ta rất là chuộng ăn gan để cung cấp các loại vitamin này á, thì nó không có sai. Nhưng nếu mà trên một con động vật mà nó có sử dụng các cái thuốc và các hóa chất ấy, thì gan cũng là nơi mà độc đầu tiên. Nên muốn ăn gan tốt thì phải biết được là cái sức khỏe của cái con vật đó nó khỏe mạnh không, để mình được ăn những cái sản phẩm mà nó tốt cho sức khỏe. Và nếu như mà trên một cái con vật mà nó thường xuyên sử dụng các thuốc kháng sinh này hoặc là các thuốc về tăng trưởng này thì gan cũng là nơi độc nhất. Bởi vì gì ạ? Nó là nơi khử độc. Chức năng thứ tư của gan là chức năng chuyển hóa. Chuyển hóa rất là lớn. Bữa sau mình sẽ học các rối loạn chuyển hóa về protein, về lipid, về glucid, thì mình sẽ thấy là gan nó làm rất là nhiều chức năng về cái chuyển hóa này. Nó chuyển hóa glucose thành glucogen được dự trữ ở trong gan này. Rồi nó chuyển hóa protein này, nó cũng xảy ra tại gan. Nên là cái chức năng chuyển hóa tại gan là một cái chức năng cũng khá là quan trọng. Nó phải chuyển hóa được các chất dinh dưỡng thì cơ thể mới có cái để sử dụng. Nếu gan mà nó không chuyển hóa được các chất dinh dưỡng này, rối loạn về chức năng gan thì nó cũng sẽ rối loạn về chức năng của glucid, lipid, protein. Thì hôm sau mình sẽ học kỹ hơn, mình sẽ đi kỹ hơn về từng cái rối loạn này, rối loạn lipid, protein và lipid. Thì hôm sau mình sẽ có một cái bài kiểm tra 45 phút về các cái rối loạn chuyển hóa các chất này nha. Về chức năng tổng hợp thì gan là yếu tố tổng hợp các yếu tố đông máu, các fibrinogen, tổng hợp các cái angiotensin 2 và tổng hợp của cái albumin. Vậy thì mình chỉ nhắc lại thì gan nó có 5 cái chức năng chính là như vậy. Thế khi mà 5 cái chức năng chính này á, khi mà gan nó bị tổn thương thì sẽ gây ra những hậu quả gì? 5 cái chức năng này nó sẽ biến đổi thì nó sẽ gây ra các bệnh lý trong cơ thể và được biểu hiện ra bên ngoài như thế nào? Biểu hiện bằng các bệnh lý của xơ gan cấp, xơ gan mãn thì tí mình ghi ở phần phía sau. Cũng 2:30 rồi, mình nghỉ giải lao 15 phút anh chị ha. Mình nghỉ giải lao 15 phút xong rồi mình học hết cái bài gan rồi mình kiểm tra. Dạ, có ai hỏi gì ạ? Dạ cô. Vâng. Dạ cho em hỏi cô à. Dạ hỏi đi anh. Gan có chức năng chuyển hóa lipid protein vậy dân dân vậy mà sao những cái độc tố mà nó tích giống như là ví dụ mình ăn những cái thực phẩm bẩn rồi mình dùng kháng sinh nó không có xử lý được mà nó lại tồn đọng trong gan à cô. Khi mà Không gan mà nó khỏe thì nó mới chuyển hóa tốt. phải là nó không chuyển hóa được, đó là hai chức năng này là hai chức năng khác nhau. Anh vừa nói một chức năng là chuyển hóa các chất gồm bao gồm protein, lipid và protein. Còn cái chức năng tiếp theo là chức năng khử độc. Chức năng khử độc thì cái gì cái nó có chức năng khử độc nhưng nó cũng có giới hạn của nó thôi. Khi mà nó vượt qua cái chức năng sinh lý của nó, tức là nó làm việc cái lượng độc tố mà mình đưa vào quá, ví dụ như là anh uống thuốc này, ví dụ như uống cái paracetamol mà nó vượt qua 1.000 mg thì cái độc đầu tiên là gan nó sẽ bị, anh hiểu không? Dạ. Mình cái đó là cái tổn thương đầu tiên bởi vì nó đã vượt qua ngưỡng của nó rồi. Ví dụ anh chỉ bê được khoảng 50 kg thôi, nhưng bắt anh bê 80 kg thì anh sẽ không bê được, là cái lưng của anh gãy đầu tiên. Vậy thì gì, nó cái chức năng đầu tiên của nó là chức năng thải độc, những cái chất mà nó sẽ đào thải ra chuyển hóa. Ví dụ như đạm protein đi, protein khi ăn vào ở một cái ngưỡng chuyển hóa của gan đó, thì nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng vô chu trình Krebs để tạo ra năng lượng để cho cơ thể sử dụng này. Thứ hai, nó sẽ chuyển hóa thành các axit amin tự do để lưu chuyển trong máu để cơ thể sử dụng này. Những cái chất mà nó còn thừa không xài hết thì nó sẽ chuyển hóa tiếp ở thành thành NH4OH cộng, tức là nó chuyển thành những cái chất đào thải ra bên ngoài qua nước tiểu. Nó chuyển một khi gan nó muốn thải ra ngoài thì gan nó phải chuyển thành NH4, NH3 thành NH4OH cộng. Thì cái NH4OH cộng này là chất không độc, còn cái NH3 thì lại là chất độc nha. Khi NH3 nó tăng lên quá mức trong máu mà nó không chuyển được NH4 á, thì cơ thể sẽ gây hôn mê, cái hôn mê gan. Một khi nó chuyển thành NH4OH cộng thì được đào thải ra ngoài qua nước tiểu và nó không độc nữa. Nhưng mà nó cũng chỉ có một cái phần giới hạn của nó thôi.
nếu mà nó vượt quá ngưỡng cái làm việc của gan á thì nó sẽ độc. Đó cũng là lý do mà khi ví dụ như là một cái con vật mà mình tiêm cái thuốc kháng sinh ý, khi mà gì khi mình tiêm cái thuốc kháng sinh cho nó phải thời gian bán hủy, thông thường cái thời gian bán hủy của các thuốc trong gan nó bao gồm nó trong vòng 24 đến 48 giờ, thì nó tùy từng thuốc nhé, tùy từng thuốc mà cái thời gian bán hủy nó sẽ khác nhau. Nhưng mà thông thường những thuốc thông thường thì trong vòng 24 giờ, đó là lý do tại sao anh uống thuốc hàng ngày đó. Ví dụ như là anh vừa mới tiêm thuốc buổi sáng nhưng con lợn nó chết vào buổi chiều, anh hiểu không? Đến buổi chiều con lợn nó chết mất tiêu rồi, nó chưa sang ngày hôm sau thì cái lượng độc nó chưa được thải hết ra, nó còn nằm ở đâu ạ? Nó còn các cái chất dinh dưỡng, các cái chất thuốc đó nó còn nằm ở gan mà con vật nó chết nó rồi, nó làm thịt cho anh ăn, thì cái chất độc nó vẫn đang còn hiện tại tại gan và nó chưa khử được, nó chưa chuyển hóa được thành những cái chất không độc, mình ăn vô thì nó thành độc. Dạ. Dạ, ok anh Long. Vậy thì nếu mà con heo thì nó được ăn thực phẩm tinh trưởng hàng ngày, vậy là nó có được thải độc hết không cô, hay là gần như là không thải độc hết? Gan heo thì người ta hay dùng trong nấu cháo lòng, các mì, ăn mì đồ á, mình ăn vậy có tốt hay không? À, mình vừa mới nói với anh xong, nếu như cái tế bào gan, lá gan của con vật đó nó khỏe mạnh thì nó rất tốt, bởi vì nó là nơi có chứa rất nhiều các loại vitamin A, D, E, K và vitamin A cực kỳ cao thì nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà nếu con vật đó anh không biết họ giết lúc nào cả và không biết tình trạng sức khỏe của con vật nó như thế nào cả, thì vốn dĩ anh không biết được cái lá gan của nó có khỏe hay không, phải không? Thì đồng nghĩa với việc anh ăn cái bát cháo lòng đó cũng 50-50, và trên lâm sàng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân dị ứng nhé. Dị ứng này, bao nhiêu năm ăn cháo lòng không sao hết, bao nhiêu năm ăn cháo lòng không sao hết, nhưng hôm đó đi ăn cái quán cháo lòng đó xong về nhà bị phù quy ni lên, sung phù hết lên, nhập viện cấp cứu. Vậy thì có phải là mình dị ứng với cái gan hay là cái cháo lòng đó hay không, hay là mình dị ứng với kháng sinh mà cái con heo đó trước khi giết thịt bị? Lâm sàng gặp rất là nhiều anh, tức là lâm sàng, tức là khi mà người ta điều trị bệnh người ta thấy có tiền sử trước đó ăn cháo lòng bao nhiêu năm không hề dị ứng cái gì hết, nhưng khi ăn phải một cái chất cũng cái cháo lòng, nhưng phải cái cháo lòng của cái con heo mà người ta đã sử dụng một loại kháng sinh nào đó, vậy thì người ta giải thích rằng là gì, không phải nó dị ứng với bệnh nhân, nó không phải dị ứng với lại cái thịt heo, mà nó dị ứng với kháng sinh mà con heo đó được sử dụng trước khi mà gì nó giết thịt. Và rất nhiều trường hợp nó gặp trường hợp như thế. Hoặc thịt bò cũng thế nhé, mình ăn thịt bò bao nhiêu năm nhưng mình không bị, thế tại sao hôm nay ăn thịt bò lại bị? Vậy thì gì, hãy xem lại cái nguồn gốc của con bò đó, khi gì cũng có thể là do người ta sử dụng thuốc kháng sinh khi con bò nó ốm, nó đau, nó bệnh, và nó vẫn còn cái kháng sinh đó một phần nào đó nó nằm ở trong thịt, ở trong cơ, và mình ăn vào mình dị ứng với kháng sinh đó thì nó vẫn mới gây ra các phản ứng về dị ứng. Còn nếu mà anh mà muốn biết được là cái lá gan nó có tốt hay không á, thì về mặt bên ngoài á, mặt cảm quan mình nhìn thấy á, bao giờ cũng thế, trên bề mặt anh mua một cái lòng heo, gan heo anh đầu tiên này, kể cả gan người cũng thế, khi mà người ta ghép gan cũng thế, về mặt mô học, về giải phẫu học đó, thì bao giờ người ta sờ bên ngoài cái mặt của cái lá gan đó nó phải mềm và mịn. Bất cứ khi nào anh sờ bên ngoài cái lá gan con heo anh mà mua thấy nó sơ, nó gồ ghề á, thì đó là lá gan nó bị nhiễm, một là sơ gan. Sơ gan do các cái gan nhiễm mỡ chẳng hạn. Về y khoa mình cũng thế, khi mà mình siêu âm bên ngoài cái bề mặt gan nó phải mềm. Nếu như bề mặt bên ngoài mà nó không mềm mà nó gì, nó xuất hiện những cái người ta gọi là cái echo là một này. Thứ hai nữa là bờ nó không cục nhẵn bóng là hai này. Đặc biệt là trong các sơ gan nặng, là trong ung thư gan, mình sẽ thấy cái bờ của gan nó gì ạ, nó lồi lõm, nó sần sùi như thế này, thì người ta sẽ dựa trên cái dấu hiệu mà người ta nhìn thấy được nó gồ ghề như thế, người đầu người ta sẽ nghĩ đến cái này khả năng cao là ung thư gan, phải làm gì, phải làm xét nghiệm tiếp, làm sinh tiết tiếp, xem là cái gồ ghề này nó do cái gì gây ra, anh hiểu không? Vậy thì khi mình lựa gan heo hết, mình nhìn bề mặt bên ngoài nó phải mềm nè, thứ hai nữa là nó phải màu hồng tươi, bởi vì gan làm cái tặng chứa máu rất là nhiều, nó phải là cái màu hồng tươi của cái máu đỏ tươi ấy. Chứ còn cái màu gan mà nó thẫm này, hoặc là nó có u cục, mình sờ phía bên trên mà thấy nó có rồi lõm, nó có u cục này, thì những cái lá gan đấy tốt nhất là đừng có ăn, hiểu không ạ? Đừng có ăn, bởi vì là gì, nó sơ, nó vữa, thì nó có những cái chất ở trong đấy nó chưa được xử lý hết. Hai nữa mầm bệnh, thứ ba nữa là các tế bào ung thư nữa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, nên là tốt nhất là gì ạ, nhìn khi biết rõ nguồn gốc, thấy con heo nhà mình nuôi nó sống,
không sử dụng thuốc gì cả, trong suốt tháng này nó không xài thuốc gì hết, nó khỏe mạnh, ok, cứ ăn thoải mái, kể cả tiết canh, kể cả cháo lòng cũng thế. À, nó phải rõ được cái nguồn gốc một cái con vật mà mình nhìn thấy trước mắt nó sống, nó khỏe mạnh. Chứ còn nó lù đù nó làm thịt cho mình ăn rồi thì vẫn nó lù đù, nó chưa chết hẳn nha, nó lù đù nó làm thịt thì mình làm sao mình biết được cái lá gan nó khỏe hay nó không khỏe, đúng không anh? Rồi mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu mình không hỏi gì nữa thì mình để lao 15 phút đến 3 giờ mình quay lại anh chị ha. Dạ cô. Vâng. Anh chị ơi, mình học tiếp ha. Dạ, Nhóc ơi. Dạ, dạ cô. Dạ, mình học tiếp nha. Mình đi tiếp. Năm chức năng của gan, là nhắc lại năm chức năng gan rồi. Giờ đến những cái nguyên nhân mà gây ra rối loạn ấy, thì do các cái yếu tố bên trong hoặc là cái yếu tố bên ngoài. Cái yếu tố bên ngoài là những cái nguyên nhân nó tấn công từ bên ngoài vào. Ví dụ như cái loại virus, virus viêm gan A, B, E, D. Vậy thì trong các loại viêm gan á, thì có cái viêm gan A là lây qua đường tiêu hóa thôi, lây qua ăn uống đấy. Trên những cái bệnh nhân viêm gan A nó gây ra những tình trạng viêm gan cấp, những cái vàng da cấp, đau tức vùng hạ vị do gan nó sưng lên ấy, thì đa số là do khi mà mình ăn chung với bát đũa hoặc thực phẩm. Với những cái người mà có cái mang virus viêm gan A này thì nó có thể gây qua đường tiêu hóa, nhưng mà điều trị khỏi và triệt để gần như ít để lại di chứng. Còn những cái viêm gan còn lại chủ yếu là nó lây qua đường đường máu. Ví dụ trong tất cả các loại virus thì virus đang lây viêm gan mạnh nhất đó là viêm gan B, viêm gan C và viêm gan G thì ở Việt Nam, viêm gan D, viêm gan G thì ở Việt Nam mình ít là khi mà nó bị thì nó thường nó sẽ là phụ nhiễm phối hợp ở trên những cái bệnh nhân có cái viêm gan B rồi thôi, chứ rất ít khi mà nó bị riêng lẻ. Chủ yếu nó là cái viêm gan B và nó lây qua đường máu, lây giống hệt như HIV thôi, không có khác gì hết cả, nhưng mà viêm gan B thì nó lây gấp 10 lần HIV cơ. Chính vì vậy nên khả năng lây lan của viêm gan B nó khá rất là mạnh mẽ. Nên là để ra một cái trẻ nó được chích ngừa viêm gan B đấy, bởi vì cái khả năng lây lan trong cộng đồng nó khá là lớn, là một. Thứ hai nữa là khả năng lây nhiễm cao, mạnh mẽ, gây ra hậu quả cũng không thua kém gì cả. Nên là nhà nước mình mới đưa nó vào chương trình tiêm chủng mở rộng cho tất cả các lứa tuổi nhỏ, để ra một cái mình sẽ được tiêm cái mũi viêm gan B đầu tiên trong vòng 24 giờ ngay sau khi sinh ấy. Vậy thì khi các cái virus này nó xâm nhập vào đường máu thì nó sẽ theo các hệ thống tĩnh mạch mà nó về tĩnh mạch, nó vào đến gan, nó sinh sôi, nó nhân lên tại gan thì nó sẽ có những trường hợp nó biểu hiện thành bệnh khi nó nhân lên đủ cái số lượng thì nó sẽ gây ra các hiện tượng về viêm gan. Còn nếu không thì nó sẽ là những cái thể mà lâm sàng tiềm ẩn, tức là virus nó vẫn nằm trong gan mà mình sẽ sống chung đồng thời với con virus đó. Chỉ khi nào mà cái chức năng gan nó bị suy giảm do dùng thuốc, do rượu chè thì lúc này virus nó mới bùng nó lên, thì nó là những cái thể gây bệnh. Vậy thì viêm gan đặc biệt là viêm gan B thì nó có những cái thể lành tính là gì? Mình sống chung với nó mà không thấy dấu hiệu triệu chứng gì cả, và bản thân bệnh nhân cũng không biết, vô tình xét nghiệm thì nó biết thôi. Còn những trường hợp mà nó có triệu chứng nhưng mà bệnh nhân chán ăn này, mệt mỏi này, thì chị đợi cô chút xíu. Alo.
Tại vì khi các cái virus này nó xâm nhập thì nó sẽ gây ra các cái độc tố, đặc biệt là khi nó nhân lên đối với cái viêm gan B, mình đã nói rõ rồi. Ngoài ra còn có các cái vi khuẩn hoặc là các cái ký sinh trùng, rồi những cái trường hợp mà nhiễm độc rượu hoặc là những độc chì, những độc đồng, thì những cái chất này nó tích trữ trong gan mà nó gây viêm gan. Từ những cái yếu tố bên trong, ví dụ như những trường hợp mà ứ trệ tuần hoàn thì ứ máu tại gan á, thì rồi các bệnh lý gây rối loạn chuyển hóa như là thiếu vitamin, vitamin E, glucose 6 phốt phát, rồi các cái rối loạn về hệ thần kinh thực vật nó gây cái co thắt cái cơ vòng tĩnh mạch ở trên gan, dẫn đến thiếu dinh dưỡng, hoặc là những cái bệnh lý về ứ mật, tắc mật. Vậy thì những cái đường nào là những cái đường mà xâm nhập vào trong gan? Vậy thì nãy mình nói rồi, có hai cái nguồn máu lớn nuôi gan, đó là tĩnh mạch cửa, hai là động mạch gan. Tĩnh mạch cửa là cái tĩnh mạch mà nó từ mạc treo ruột đây này anh chị, đây là từ cái mạc treo ruột này, sau khi mà thức ăn đi vào đường ruột nó được tiêu hóa, được hấp thụ các chất dinh dưỡng thì nó quay trở về cái tĩnh mạch và nó đi qua cái tĩnh mạch cửa vào trong gan. Vậy thì cái tĩnh mạch cửa này là một cái tĩnh mạch rất là lớn, nó nuôi gan, mang rất là nhiều chất dinh dưỡng đi cho gan. Nhưng đồng thời nếu như cái hệ thống đường ruột nó mà bị viêm nhiễm, vi khuẩn, virus nó đi qua cái hệ thống mao mạch này, nó vào đến cái tĩnh mạch, vào đến tĩnh mạch cửa này, thì nó cũng sẽ gây ra những cái viêm gan cấp do các nguyên nhân virus nó xâm nhập từ cái đường ruột này, nó sẽ xâm nhập lên. Thứ hai nữa là nó xâm nhập qua cái đường dẫn mật, ví dụ các bệnh lý như là run chui cái túi mật này, hoặc là run xám này, bệnh lên trên đó nó sẽ gây viêm, gây tắc đường mật. Rồi những cái bệnh lý của đường tuần hoàn nó đưa tới HBV, tức là viêm gan B, HCV là viêm gan C, viêm gan D đấy ạ, lao, rồi những cái nhiễm trùng huyết, rồi từ đường bạch hoạch, đường bạch huyết nó đưa qua, ví dụ các bệnh lý về ký sinh trùng như là amip, nó sẽ xâm nhập vào trong gan, nó hình thành nên các cái ổ của amip trong gan, nó gây ra viêm gan cấp. Rồi những cái rối loạn về chức năng của chức phận của gan ấy, rối loạn chức phận của gan đầu tiên là rối loạn về chuyển hóa, thì mình có cái rối loạn chuyển hóa protein. Thì gan nó làm cái có tác dụng là tổng hợp protein, nên khi gan nó bị viêm, bị sơ thì nó giảm khả năng tổng hợp protein, thì cơ thể nó bị thiếu protein, dẫn đến giảm protein huyết tương. Thì hôm sau mình sẽ đi kỹ hơn nữa cái bài rối loạn chuyển hóa protein này nữa. Thì gan nó sản sinh ra khoảng 95% là albumin và 85% là globulin ấy. Thì albumin huyết tương nó làm những cái nhiệm vụ nó lưu chuyển trong huyết tương mà làm cho cơ thể có khả năng sử dụng này. Ngoài ra cái albumin huyết tương này nó còn có tác dụng trong miễn dịch này. Khi nồng độ protein huyết tương mà nó giảm thì cái kháng thể, cái miễn dịch của cơ thể nó giảm xuống, nên rất là dễ bị nhiễm trùng. Giảm tổng hợp các yếu tố đông máu. Thì gan nó tạo ra các yếu tố đông máu như yếu tố thứ 2, yếu tố 7, yếu tố 9, yếu tố 10. Ngoài ra nó còn là nơi tổng hợp cái prothrombin hoặc là fibrinogen. Fibrinogen thì là những cái yếu tố gây ra đông máu. Thế là khi mà gan nó bị tổn thương thì những yếu tố đông máu này nó giảm xuống và làm cho bệnh nhân dễ gây chảy máu. Nên là trên những cái nền mà bệnh nhân có cái xơ gan, mà xơ gan giai đoạn 3, giai đoạn 4, anh chị sẽ thấy rằng là ngoài những cái biểu hiện của gan ra thì mình sẽ thấy rằng là mình đụng đến đâu là bệnh nhân bầm tới đó. Nếu anh chị nào từng làm lâm sàng thì mình sẽ biết những cái bệnh nhân của cái khoa gan nó rất là khó lấy ven. Ví dụ bệnh nhân nằm khoảng một tuần thôi là mình không còn cái ven nào để lấy cả. Bởi vì sao? Bởi vì là nó giảm cái fibrinogen này. Thì tất cả các thủ thuật xâm lấn mình làm đến đâu cái là ngày mai cái chỗ đó nó sẽ bầm, có khi nó bầm cả một tuần trời. Vì những cái tổn thương này nó xuất huyết ra bên ngoài á, nó chảy máu ra và chảy máu nó lâu đông hơn những người bình thường khác, nên cái vùng da xung quanh nó sẽ thâm. Lấy ra máu đến đâu nó thâm đến đó, nó bầm đến đó. Ngoài ra nó còn có những cái chảy máu về mao mạch nữa. Ví dụ như chảy máu chân răng, bệnh nhân dễ chảy máu mũi, rồi dễ xuất huyết dưới da. Đó là do nó giảm các yếu tố về đông máu và giảm khả năng phân hủy protein. Một số cái protein như là polypeptide hoặc là các diamin ấy, thì từ các ống tiêu hóa không bị gan phân hủy, nó vào máu và nó gây nhiễm độc cho cơ thể. Thì cái này mình học, hôm sau mình sẽ đi kỹ hơn ở cái bài rối loạn chuyển hóa protein. Tiếp theo là rối loạn chuyển hóa lipid.
Thì mình biết rằng là các tế bào gan nó tạo ra các cái muối mật, các cái muối mật này nó sẽ nhũ hóa cái lipid này thành các cái polypid, thành những cái phân tử nhỏ hơn để cho cái hệ thống đường ruột nó hấp thụ. Chính vì vậy nên khi mà gan nó bị tổn thương thì nó không có tiết ra được muối mật, hoặc là nó tiết rất là ít ấy, thì sẽ không tiêu hóa được protein, chính vì là lipid. Chính vì vậy nên là bệnh nhân sẽ đầy bụng, khó tiêu, ăn không tiêu và cảm thấy rằng là không ăn đổi được cái mỡ, thì nó sẽ giảm đi hấp thụ mỡ. Khi mà nó không hấp thụ được thì cái lượng mỡ dự trữ nó bị giảm. Và nó giảm cái tổng hợp, giảm cái lượng mỡ lưu hành ở trong máu. Rối loạn chuyển hóa cái lipid. Giảm cholesterol ST hóa do thiếu cái men enzyme ST hóa, rồi giảm các loại vitamin nó được tích trữ ở gan, ví dụ như là A, D, E, K là những vitamin nó tích lũy ở trong gan. Thế khi mà gan nó bị tổn thương thì các cái chức năng tích lũy các cái vitamin này nó cũng sẽ giảm xuống, dẫn đến hậu quả là cơ thể nó bị thiếu đi một số cái vitamin cần thiết. Nên những trường hợp sơ gan người ta đôi khi người ta phải bổ sung thêm các loại vitamin là vậy. Rồi trong tắc mật thì cái cholesterol và cái lượng mỡ trong máu nó đều phải tăng, bởi vì nó không có đổ được xuống cái cốc hai tá tràng để nó tiêu hóa thì nó sẽ bị tăng lên trong trong máu. Thì mình xét nghiệm máu mình sẽ thấy nó tăng lên. Rối loạn tiết là rối loạn chuyển hóa glucid. Chị đợi cùng chút xíu. Rồi đi tiếp là cái rối loạn về chuyển hóa glucid. Thì gan nó có chức năng nó chuyển, khi mà sau khi mà mình ăn xong cái lượng glucose nó tăng lên trong máu á, mà cơ thể chưa sử dụng hết, thì gan nó có một tác dụng là nó chuyển hóa cái glucose này chuyển thành glucogen để được dự trữ ở trong gan ấy. Và ngược lại khi mà cơ xa bữa ăn ấy, nồng độ glucose trong máu nó giảm á, thì glucogen nó lại được gan nó chuyển hóa ngược thành glucose vô trong máu để cho cơ thể sử dụng. Thế khi mà chức năng gan nó bị có vấn đề, tổn thương gan thì nó không có dự trữ được glucogen, dẫn đến là mình sẽ bị hạ đường huyết xa cái bữa ăn. Sau khi cái bữa ăn thì xa bữa ăn thì glucose nó giảm xuống, nhưng không có glucogen để nó chuyển hóa ngược lại thì cơ thể dễ bị hạ đường huyết xa sau khi xa bữa ăn. Thì để làm cái nghiệm pháp mà để xác định được cái rối loạn chuyển hóa glucid mà nó do nguyên nhân tại gan ấy, chứ không phải là do nguyên nhân tại insulin ấy, thì người ta dùng cái nghiệm pháp glucosa niệu nhé. Nghiệm pháp này thì nó đặc hiệu đối với gan hơn, vì cái galactose này nó chỉ giữ được ở gan và nó không có tác dụng ở của dịch tiêu hóa, nó cũng không được bài tiết qua ngưỡng của thận. Nên là khi người ta xét nghiệm cái glucosa trong máu mà nó tăng lên, trong nước tiểu mà nó tăng lên ấy, thì đây là một cái nghiệm pháp để đánh giá cái chức năng chuyển hóa glucid tại gan. Còn cái tăng glucose trong máu thì nó có do nhiều nguyên nhân. Thì hôm sau học cái bài glucid mình sẽ thấy là có các nguyên nhân nó gây hại glucid trong máu là insulin, còn những có năm cái nó làm tăng cái đường huyết ở trong máu cơ, như là adrenaline này, FTH này. Vậy thì để phân biệt được giữa cái chuyển hóa glucid do tuyến tụy, do tổn thương các tế bào ở beta tụy, tức là bệnh tiểu đường ấy, và cái rối loạn chuyển hóa glucid tại gan, thì người ta sử dụng cái nghiệm pháp glucosa niệu anh chị nhá.
Khi mà gan bị tổn thương thì nó giảm khả năng dự trữ glucogen, chính vì vậy nên người bệnh dễ bị hạ glucose sau khi xa bữa ăn. Rồi nó sẽ tăng sản phẩm chuyển hóa trong gan của các cái glucid, ví dụ như axit lactic, axit pyruvic. Khi cái axit lactic này mà nó dư lên thì nó rất dễ gây ra cái hiện tượng co rút cơ đấy, gây hiện tượng chuột rút. Chức năng thứ ba nữa là chức năng về số lượng chức năng chống độc. Thì gan chống độc bằng hai phương thức, một là cố định và thải trừ, hai là các phản ứng hóa học. Cố định thải trừ thì những cái hiện tượng bởi các cái tế bào nhu mô gan, tế bào của các cái tổ chức liên võng. Các chất độc này được thải trừ ra ngoài qua nước tiểu. Các cái phản ứng về hóa học được thực hiện bởi các tế bào của nhu mô gan, nó sẽ chuyển hóa nốt những cái sản phẩm dư thừa, nó sẽ chuyển hóa nốt thành những chất không độc, thành CO2 và nước để thải ra ngoài. Gan nó còn phân hủy một số các hormone, ví dụ như hormone sinh dục, hormone tuyến thượng thận, ADH và aldosterone. Khả năng cố định các chất màu, các chất vi khuẩn và các cái chất độc thành những chất không độc hoặc chất kém độc. Các cái phản ứng này được được thực hiện bởi những cái phản ứng oxy hóa của oxy phân hủy và liên hợp chuyển thành những chất độc thành những chất không độc. Nên là khi gan mà bị tổn thương thì cơ thể rất dễ bị nhiễm độc các chất. Tiếp theo nữa là cái chức năng về mật, sản xuất mật. Thì các tế bào gan nó sản xuất khoảng từ 500 đến 600 ml mật mỗi ngày, là tương ứng khoảng 0,5 lít ấy. Thì các cái chất mật này theo cái đường dẫn mật nó vào, nó được đổ vào cái túi mật và nó được tích trữ ở ở túi mật. Thì khi mà con người chúng ta ăn vào thì cần phải có cái muối mật này để nó nhũ tương hóa cái lipid. Thì dịch từ trong cái túi mật này nó sẽ theo cái đường dẫn mật nó đổ xuống cái vùng khúc hai tá tràng. Ở đây nó có cái cơ vòng Oddi để cho mật nó đổ vào vòng mủ và nó đi một chiều thôi. Thế khi mà tổn thương cái cơ vòng Oddi này này thì có thể gây ra những cái hiện tượng là giun nó chui qua cái cơ vòng Oddi này, nó lên cái túi mật và nó gây viêm túi mật, tắc túi mật. Hoặc cái cơ thắt vòng Oddi này nó có vấn đề làm cho mật nó không có đi xuống được cái khúc hai tá tràng này, thì gây ra các hiện tượng này, một là không có muối mật thì nó không nhuộm màu cái phân được thì phân đi ngoài ra màu trắng này, thứ hai nữa nó không đổ xuống hai tá tràng được thì nó sẽ đi ngược vào máu làm cho bilirubin tự do này, cholesterol trong máu nó tăng lên và làm cho bệnh nhân vàng da. Đây là những cái dấu hiệu, những triệu chứng của cái hiện tượng mà tắc mật ha. Thì các cái tế bào gan nó sản sinh ra cái túi mật này này và cái dịch nó nằm ở túi mật lâu dần thì nó sẽ được cô đặc lại. Mà cái dịch túi mật này nó cô đặc 15 lần. Tức là nó hút bớt lượng nước từ trong cái dịch mật này, giúp cho tác dụng là cô đặc cái túi mật này. Hầu hết các cái mật nó được hấp thu ở cái phần cuối của hồi tràng, khoảng 90% được hấp thu muối mật vào cái tuần hoàn tĩnh mạch cữa và quay trở lại vòng hoàn trong gan, và một ngày như vậy thì nó có đến khoảng từ 10 đến 12 lần cái tuần hoàn gan mật này. Rồi thì rối loạn, khi mà rối loạn là cái chức năng cấu tạo và bài tiết mật đấy, tức là gì? Bình thường cái dịch mật này không bao giờ nó được trào lên dịch dạ dày đâu anh chị. Nó sẽ được, nó đi đến cái khúc hai tá tràng, nó đi xuống gặp cái cơ vòng cơ cái cơ môn vị này này thì nó sẽ quay xuống. Chính vì cái muối mật đổ vào khúc hai tá tràng này và chính cái muối mật này nó là cái nó làm thay đổi cái pH của tá tràng, làm cho pH là pH 8-9. Thế khi mà cái cơ vòng này cơ vòng môn vị này nó bị mở ra hoặc là nó bị hở thì cái muối mật này nó trào ngược lên trên dịch dạ dày. Đồng thời với cái muối mật nó trào lên đây thì nó sẽ làm thay đổi cái pH của cái dạ dày, làm cho pH dạ dày trung tính, thì nó ảnh hưởng đến một phần những cái chức năng về co bóp của dịch dạ dày. Rồi nó trào ngược cho những trường hợp bệnh nhân nôn ói nhiều á, thì bệnh nhân chúng ta ói ra cái dịch màu xanh. Tất cả những cái trường hợp mà bệnh nhân ói ra dịch màu xanh, đây là dịch mật, thì nó có cái vị rất là đắng. Còn bình thường cái vị của dịch dạ dày lên mà nó ói lên trên miệng mình sẽ thấy cái dịch chua ấy. Thì những trường hợp mà tắc này, tắc ruột này, tắc ruột ở vùng sâu tức là dưới khúc hai tá tràng thì mình sẽ thấy bệnh nhân ói ra, ói muộn, ói ra những cái dịch mật màu màu xanh. Về rối loạn chuyển hóa sắc tố mật thì nó gây ra những cái khái niệm về vàng da. Vàng da là một cái tình trạng bệnh lý xảy ra khi mà cái sắc tố mật nó cao hơn trong máu bình thường, nó ngấm vào da và niêm mạc.
thì nó sẽ phân loại thành những cái cơ chế bệnh sinh là vàng da trước gan, tại gan, sau gan. Mình sẽ đi một số các khái niệm. Vàng da do cái nguyên nhân trước gan là các bệnh lý về nhiễm liên cầu, nhiễm ký sinh trùng, về sốt rét, về nhiễm độc, rồi do truyền máu. Truyền máu khác cái nhóm máu nó gây ra tan huyết thì nó gọi là những cái nguyên nhân gây vàng da trước gan. Tức là nó không phải nguyên nhân tại gan. Thì tất cả những cái nguyên nhân này nó sẽ làm tăng cái bilirubin tự do trong máu lên. Bilirubin kết hợp cũng tăng. Khi tăng lên như vậy thì phân bệnh nhân sẫm màu. Tức là bilirubin trong máu cũng tăng mà bilirubin trong phân cũng tăng lên nên làm phân có màu vàng sẫm. Rồi còn cái vàng da mà tổn do các tổn thương tại gan ấy thì nó chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là rối loạn vận chuyển bilirubin tự do qua cái màng tế bào. Nhóm thứ hai là do rối loạn quá trình vận chuyển bilirubin tự do thành bilirubin kết hợp, do nó thiếu các cái men vận chuyển như là chain further, nên cái bilirubin tự do nó tăng cao trong máu. Mình sẽ gặp trong các bệnh là Dupin Robinson làm tăng cái hoạt động của cái men chain further. Nên bilirubin kết hợp nó tăng rất là cao trong máu mà mình xét nghiệm mình sẽ thấy. Cái nhóm thứ ba nữa là do nó tổn thương các tế bào gan, nó dẫn đến là nó không bài tiết ra được mật. Và trong máu nó tăng cả bilirubin tự do và bilirubin kết hợp. Nhưng mà nó khi mà chính vì nó ở trước gan nên là gì ạ? Nó không có xuống, không bài tiết được mật thì cái bilirubin nó không vô được cái vòng tuần vòng hệ tiêu hóa, nên là phân nó sẽ nhạt màu, hay người ta nói là phân có màu trắng như phân cò ấy. Cái phân của con cò nó ị ra là nó có màu trắng. Phân của người bình thường mình là nó phải màu vàng. Màu vàng này là do cái bilirubin nó muối, người ta gọi là nhuộm cái muối mật, nó sẽ nhuộm phân thành cái màu vàng. Khi không có muối mật này thì phân sẽ có màu trắng. Vàng da tiếp là do cái nguyên nhân sau gan, là những cái nguyên nhân do cơ học, ví dụ sỏi túi mật, tức là sau khi mà nó bài tiết được mật rồi nhưng mà mật nó không đi xuống được cái hệ tiêu hóa thì do các nguyên nhân cơ học, tức là nó tắc do sỏi túi mật, run chui túi mật, hoặc là u cái đầu tụy nó chẹn ngay ở chỗ cái cơ vòng nó đi, nó làm cho túi mật nó không đổ xuống được khúc hai tá tràng ấy, hoặc là do rối loạn cái hệ thần kinh thực vật dẫn đến co thắt cơ vòng nó đi. Tất cả các nguyên nhân này đều gây ra một cái đặc điểm là muối mật nó không đổ được vào trong hệ tiêu hóa thì làm cho phân có màu trắng, và nước tiểu thì màu vàng rất là sẫm, bệnh nhân có vàng da, vàng mắt. Tiếp theo là rối loạn về tuần hoàn thì máu tới han qua hai nguồn cung cấp là động mạch gan và tĩnh mạch cửa. Động mạch gan nó cung cấp mỗi phút là khoảng 300 ml máu, tức là trong một ngày nó cung cấp khoảng 400 đến 450 lít máu trong một ngày. Đó là động mạch gan. Còn tĩnh mạch cửa thì nó cung cấp máu gấp 4 lần động mạch gan nữa cơ. Thì một ngày nó khoảng 1.400 đến 1.600 lít máu đi qua gan. Chính vì vậy mình mà thấy cái tạng gan mà nó bị vỡ, mà dập lách á thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng mất máu rất là nặng nề. Gây ra cái suy tuần hoàn cấp, mà nếu mà không phẫu thuật kịp thời thắt được những cái động mạch này á thì cơ thể mình sẽ chết do mất máu. Còn ví dụ như những cái trường hợp mà nó dập thì mình chỉ cần là mình ghép gan, mình thay gan thì được. Nhưng mà bệnh nhân sẽ tử vong nếu như mà vì sốc giảm thể tích tuần hoàn, vì gan nó vỡ ấy. Nên tất cả những cái trường hợp mà nó dập gan, vỡ gan, nếu mà không xử trí kịp thời bệnh nhân sẽ chết do mất máu, và bệnh nhân này sẽ truyền lượng máu rất là nhiều, rất là nhanh trong một thời gian rất là ngắn. Bởi vì cái lượng máu đi qua gan cực kỳ nhiều. Máu tĩnh mạch cửa thì mà là máu mà nó có nhiều chất dinh dưỡng, còn máu động mạch gan thì nó có nhiều oxy. Nãy cái chỗ này mình nói rồi ha, động mạch này. Hepatic artery là động mạch gan. Rối loạn về tuần hoàn, những trường hợp mà nó tăng huyết áp tĩnh mạch cửa thì do những cái nguyên nhân là do
sơ gan hoặc là do các khối u ở trên ép cái tĩnh mạch cửa mà nó tăng lên ấy, áp lực tĩnh mạch cửa nó tăng lên thì nó sẽ kèm theo là tăng áp lực tĩnh mạch thực quản, bệnh nhân có thể vỡ xuất huyết tĩnh mạch thực quản, rồi sẽ có ứ máu ở bên ngoài thì nó gây ra các cái hiện tượng về tuần hoàn băng hệ, tức là cái tĩnh mạch bụng nó nổi lên. Thì do cái cản trở máu về tim phải, suy tim phải, rồi các bệnh lý về phổi mãn tính, tim phổi tắc nghẽn, tĩnh mạch chủ dưới. Hậu quả thì lúc đầu thì có cái hiện tượng gan đàn xếp. Cái hiện tượng gan đàn xếp là một cái thuật ngữ mà do quá trình mà gan nó to lên. Lúc đầu gan nó to, nó căng, nó ứ nước. Khi điều trị thuốc lợi tiểu thì gan nhỏ dần đi, sau đó gan nó trở nên sơ cứng và nó không còn cái hiện tượng đàn xếp nữa. Về sau dẫn đến dần là nó sẽ dễ thoái hóa và nó sơ gan. Đây là một cái hình rất là rõ về cái tuần hoàn nuôi gan. Ở đây là gan này các anh chị ha. Đây là tuần hoàn, đây là động mạch chủ bụng này. Đến đây nó chia cho dạ dày này, lách này, và hệ mạc treo của ruột này. Sau khi mà ở tĩnh mạch, mạc treo ruột nó tập trung qua tĩnh mạch cửa, nó vào để động mạch nuôi gan. Ở đây có động mạch gan trung, từ cái động mạch chủ bụng nó chia thành động mạch gan trung đi vào trong gan. Và sau khi mà gan nó chia nhỏ, nó trao đổi các chất, rồi nó sẽ được tập hợp thành những cái tĩnh mạch nhỏ, tập hợp thành tĩnh mạch lớn và thành tĩnh mạch gan, từ tĩnh mạch gan này đổ vào tĩnh mạch chủ dưới và quay trở về tim phải. Hậu quả của cái việc mà tăng huyết áp tĩnh mạch cửa thì gây lên giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, dẫn đến xuất huyết tiêu hóa trên. Bệnh nhân có thể nôn ói ra máu tươi, số lượng máu ói ra thì tùy theo cái động mạch mà nó vỡ. Tổ chức gan của gan nó sơ, nó dễ phát triển thành sơ gan. Vậy thì cái cơ chế bệnh sinh của cổ trướng trong gan, tức là gan nó sơ lên ấy, thì cơ chế đầu tiên do hai cái cơ chế gây ra dịch cổ trướng. Thứ nhất là khi mà gan sơ thì nó không tổng hợp được prothrombin. Khi không có cái gan không chuyển hóa, không tổng hợp được protein thì cái protein huyết tương nó giảm, dẫn đến cái albumin giảm. Albumin là một cái thành phần quan trọng để nó tạo ra được cái áp lực keo. Áp lực keo thì nó giúp cho cái việc mà nó hút nước dịch từ trong gan bào ra ngoài lòng mạch, hay có khác là dịch cái áp lực keo nó tạo ra cái cân bằng nội mô, cái áp lực dịch giữa gan bào và tế bào á, giúp cho dịch tế bào đi ra đi vào một cái cân đối. Thế khi áp lực này nó giảm thì nó không có hút nước được ở bên ngoài, dẫn đến từ trong tế bào ra bên ngoài, dẫn đến là nó phù ở cổ trướng. Khi nó phù cổ trướng thì nó làm cho cơ thể nó giữ muối, tăng aldosterone và dẫn đến giảm cái hoạt tính của renin. Thì renin nó lại có tác dụng là gây ra co mạch. Khi mà renin giảm thì dẫn đến là nó không co lại được các một số các mạch máu quan trọng, thì dẫn đến là nó sẽ ứ nước, dẫn đến là giảm cái dịch, thể tích dịch lưu thông trong tĩnh mạch, và hậu quả cuối cùng là nó sưng phù cổ trướng. Khi cái cổ trướng này thì nó gây ra các hậu quả về tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tăng áp lực cái tĩnh mạch trong gan, và khi mà áp lực tĩnh mạch trong gan nó tăng lên thì nó lại gây hậu quả tiếp theo là tăng áp lực tĩnh mạch ở trong thực quản, và gây ra các hậu quả nặng nề là xuất huyết tiêu hóa trên, vỡ tĩnh mạch thực quản, rồi tuần hoàn băng hệ. Rồi cái này mình vừa nói xong ha. Sang những cái khái niệm tiếp về suy gan cấp tính và suy gan mãn tính. Suy gan được định nghĩa là một cái tình trạng mà bệnh lý trong đó gan nó không làm tròn chức năng của nó, nó ảnh hưởng đến các hoạt động khác của các cơ quan khác. Sơ gan cấp tính thì do các cái nguyên nhân là nhiễm độc nặng, ví dụ như nhiễm độc phosphor, thuốc gây mê, rồi nhiễm độc chì chẳng hạn, sắt, đó là những cái mà nó tích trữ ở gan. Do các cái nhiễm khuẩn nặng, ví dụ như là viêm gan B, viêm gan A, viêm gan C, viêm gan D. Biểu hiện của cái suy gan á, thì bệnh nhân có thể nặng ngay từ đầu, với hoặc là diễn biến từ từ, rồi bắt chợt chuyển sang cái dấu hiệu thần kinh như là hôn mê, co giật, bệnh nhân nôn liên tục, xuất huyết dưới da, dạ dày, ruột, bệnh nhân sốt. Về xét nghiệm máu thì glucose trong máu nó giảm, cholesterol, ST hóa nó giảm và ammoniac tăng.
về giải phẫu bệnh thì nhu mô gan nó bị hủy hoại toàn bộ, nhất là cái vùng trung tâm tứ huyệt, tiến triển thì có thể chết sau 5 đến 6 ngày trong những trường hợp nặng. Những trường hợp mà gì không khỏi nó chuyển sang cái hệ mãn tính, còn những trường hợp nó khỏi hoàn toàn thì nó không để lại di chứng gì cả. Về suy gan mãn tính, cái nguyên nhân thường là do những cái bệnh mà bệnh gan nó kéo dài, các tế bào nhu mô gan nó tổn thương, nó làm ảnh hưởng đến chức năng của nó. Nó biểu hiện bằng rối loạn tiêu hóa, bệnh do bệnh nhân thiếu mật nên là đầy bụng, chán ăn, ăn không tiêu, chướng hơi, tiêu phân có nhầy mỡ hoặc táo bón hoặc là tiêu lỏng, nó do thiếu cái muối mật và không đủ tương hóa được lipid, nên sau một thời gian dài á, thì bệnh nhân sẽ thiếu protein, sẽ dẫn đến gầy, suy dinh dưỡng, giảm cân. Về khi mà suy gan mãn thì cái rối loạn chức năng về tuần hoàn á, thì nó thiếu năng cái tim mạch, do tăng cái lưu lượng tuần hoàn hủ độc cơ tim và các cái chất độc chung cho toàn bộ cơ thể, dễ chảy máu do thiếu các yếu tố đông máu, fibrinogen nó giảm, rồi giảm số lượng hồng cầu do gan nó có cái tác dụng là nó tiết ra erythropoietin thì nó sẽ kích thích tủy xương sinh hồng cầu, rồi thiếu đi một số các loại vitamin, ví dụ sắt, vitamin B12 thì nó cũng làm giảm các cái yếu tố tạo ra nên hồng cầu. Nên là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị suy gan mãn, nó cũng sẽ có những cái số lượng hồng cầu nó giảm nhẹ. Thay đổi về các thành phần, ví dụ như là mình sẽ thấy xét nghiệm lên thì albumin máu giảm, globulin tăng, rối loạn các cái men gan. Rồi ngoài khi suy gan nó còn kéo theo nó suy giảm các chức năng của thận nữa, do thận bị tổn thương ở các chất độc chung của cơ thể, gan nó không có chuyển hóa thành những chất không độc để đào thải ra được, thì cái thận nó cũng sẽ bị tổn thương theo. Đó là tổn thương thận do suy gan, suy thận do suy gan nó gây nên, do thiểu niệu, do ure trong máu nó tăng cao. Về thần kinh thì dễ bị nhiễm độc thần kinh, bị hôn mê do cái NH3 nó tăng cao trong máu, gọi là gây ra hiện tượng hôn mê gan. Hôn mê gan thì nó bắt đầu bằng cái hiện tượng là bệnh nhân rối loạn ý thức, run tay, run chân, giảm phản xạ, lơ mơ, mơ màng, hỏi đáp không có chính xác, rồi nặng nữa là hôn mê sâu. Nếu như hôn mê sâu mà không được gì ạ, không được chạy thận, không được lọc bớt cái NH3 ra ngoài á, thì bệnh nhân sẽ gì, tử vong. Rồi cái cơ chế hôn mê gan thì mình tham khảo thôi, cũng không thi. Rồi cũng năm ba rưỡi rồi, mình sẽ gửi cái link thi lên những cái phần link cái phần kiểm tra lên cái phần khung chat cho anh chị nhé. Sao bây giờ em nghe cô nói nhỏ xíu. Cô vừa gửi trên khung chat mà cô vừa gửi dùm lên Zalo nhóm giúp dùm hả cô? Mình không có Zalo nhóm nên là mình gửi lên. Để em copy qua Zalo nhóm cũng được. Dạ, đi lớp chữa lớp mình gửi qua Zalo lớp đi ha. Lớp trước mình Rồi, cô có lưu ý một chút xíu cho anh chị làm bài kiểm tra này. Khi anh chị mở cái phần link ra form ra thì nó có hai phần. Phần 1 là bắt buộc anh chị phải trả lời được họ tên, tuổi, họ tên, lớp, ngành học và ngày tháng năm sinh dùm cô nhé. Không cần cái mã số sinh viên thì ít nhất mình phải trả lời được các cái thông tin đó. Nếu không thì sẽ không vô điểm được đâu, bởi vì mình có nhiều khóa, có 17, có 18, rồi lớp phục hồi chức năng, rồi lớp dược, rồi lớp xét nghiệm. Nếu anh chị mà không biết cái ngành học ra thì cô mò nó rất là lâu, nhiều khi nó bị sót tên nữa. Nên anh chị vui lòng điền đầy đủ cái phần 1. Rất là nhiều các anh chị các lớp là mình chỉ ghi mỗi cái họ tên không thôi. Mình không biết lớp, đến lúc mà dò điểm ra nó rất là khó cho cô. Thậm chí là không tìm được tên để vào điểm nữa. Tiếp theo, sau khi anh chị làm hết phần 1 đó, anh chị bấm xuống cái phần số 2. Phần số 2 là cái phần mà trắc nghiệm ở phía dưới. Thì lớp lưu ý như sau, cái phần trắc nghiệm phía dưới là cô đã đảo cái câu trả lời rồi, nên là mình đừng có dựa theo A, B, C, D. Đáp án nào đúng thì anh chị tích vào cái ô một tròn, và chỉ tích một cái thôi. Rồi mình kéo xuống dưới mình tích hết. Sau khi mình tích hết các câu hỏi trả lời xong ấy,
thì nó có hai chỗ, một là xóa câu trả lời, hai là gửi. Thì nhớ là mình bấm vào chỗ gửi thì mình gửi câu trả lời, mình đừng có bấm vào chỗ xóa câu trả lời nha. Nhiều người, nhiều anh chị bảo là em nộp bài rồi mà không thấy, anh chị bấm nhầm cho cái nút xóa câu trả lời á, nếu xóa hết trơn rồi làm gì còn cái gì nữa đâu. Sau khi mà anh chị xem hết chắc chắn rồi thì mình hẳn gửi, mình sửa sai những cái chỗ mà mình chắc chắn hết rồi thì mình hẳn bấm nút gửi. Bởi vì một khi mà mình gửi đi rồi á, mình gửi đi rồi thì mình không có làm lại được nữa nha. Hoặc là trong cái trường hợp nào nếu mà anh chị mà muốn trục chặt á, anh chị mà muốn gửi thì anh chị phải lấy một cái mail khác thì anh chị mới gửi được cái câu trả lời, bởi vì cái này nó giới hạn cái mail. Và tất cả những cái câu trả lời sau khi mà có điểm á, thì cô sẽ được công bố qua mail, lấy tức là cái mail mà anh chị dùng để đăng nhập Google Meet đó, nó sẽ trả điểm về mail cho các anh chị. Anh chị nắm lấy cái điểm của mình để cái buổi hôm sau sau khi làm bài 45 phút nữa, cô sẽ đọc đến tên các anh chị, đọc điểm dùng cô để cô rà lại một lần nữa cho nó chính xác, để nó không có sai sót anh chị ha. Mình rõ chưa ạ? Dạ. Có hỏi gì về cái vấn đề mà làm bài kiểm tra không ạ? Và câu hỏi này mỗi một người ít nhất chỉ được làm một lần thôi nhé. Cô sẽ đóng link vào 21 giờ, các anh chị xin đến 21 giờ đúng không ạ? Dạ cô. Vâng. Mình vào hết được link chưa ạ? Có ai mà không vào được không ạ? Có cần hỗ trợ gì không? Thường là cái nhóm làm bài đầu tiên nhiều khi các anh chị cần hỗ trợ gì không? Có ai không vào được link không ạ? Lớp vào được hết chưa ạ? Dạ vâng được rồi cô. Cô copy cái link qua nhóm được không cô? Lớp nhóm copy dùm đi chứ cô làm gì có ra luôn nhóm đâu mà có nhóm. Có rồi đó bạn, trong cái group của Zalo có rồi đó. À lớp ơi, nếu mà mình mà có vấn đề gì mà thay đổi thì mình liên hệ với ai? Lớp mình cử lớp trưởng, thì nếu mà còn mà có vấn đề gì thì cô liên hệ với ai nhờ? Nếu mà cô muốn liên hệ với lớp mà để lớp thông báo thì anh chị cử cho cô một người đi. Cô liên hệ với anh Hưng đi cô, anh mà tạo group đó cô. Hưng à, cô có Zalo rồi đúng không ta? Hình như bữa cô có anh Trầm Phước Hưng là nếu có vấn đề gì thì liên hệ qua chị Trầm Phước Hưng đúng không ạ? Dạ cũng được cô. Dạ. À, anh chị nào có cái link link group Zalo của cái nhóm này thì anh gửi lên trên khung chat, có chị Lan Anh chị xin kìa. Cô ơi sao em nhập tên không được cô ơi? Sao lại không nhập được? Dạ, ở dưới ngày tháng năm sinh thì nhập được, còn tên thì không có bấm vô được. Nhờ anh chị khác nhập được không ạ? Dạ được. Bấm một cái chỗ câu trả lời ngắn đó chị. Chị đánh họ tên trước đi, xong rồi chị đến ngày tháng năm sinh. Mình đánh một ngày tháng năm sinh dùng cô nha, để lỡ mai trong cái trường hợp mà trong cái bảng điểm không có, cô có cái cô cập nhật cho phòng đào tạo. Cô ơi, thời gian là cho tới 7 giờ chiều là đóng blue form phải không cô? Dạ, lớp xin đến 9 giờ tối đó chị. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Để những anh chị lỡ may mình đang có đêm đi làm hoặc đang đi giữa đường, anh chị không có dừng thời để anh chị làm được thì mình cho đến tối. Còn nếu anh chị nào mà mình làm xong thì mình tự tin thì mình cứ gửi câu trả lời qua thôi ha. Dạ cô, như vậy là thời gian làm bài là tới 9 giờ tối là 5 tiếng hả cô? Dạ, 15 phút mà để cho 5 tiếng à. Nên mà điểm thấp nữa là thua nhá. À, có anh chị nào có cái link của group Zalo gửi lên cái khung chat dùng chị Lan Anh ấy kìa. Anh, dạ. Anh Hương anh copy cái link của nhóm Zalo lên trên đây cho cái chị Lan Anh chị xin cái. Dạ dạ. Nữa này, mỗi một cái câu hỏi, mỗi một cái nick mà anh chị đăng nhập với tài khoản Google á, là nó sẽ tự sáo cái câu trả lời, nên đừng có chép bài của nhau, đừng có A B C D rồi á, bạn đánh A bạn đúng, mình đánh A mình sai đấy nha cả nhà, cả lớp nha.
Bữa sau mình đi thi cũng thế, trên phần mềm nó sẽ tự chọn câu trả lời và sau khi mà làm xong nó sẽ tự ra cái kết quả. Nên là mình đừng có làm chung nhau nha. Mình làm chung nhau mà đáp án giống nhau là tiêu đó. Bạn được 9 mà mình được 2 đó. Cô ơi, em có câu hỏi trong bài, em hỏi cô xíu cô. Cô đi thi còn hỏi cô thì Và kiểm tra từ từ em làm. Cái câu mà máu tĩnh mạch cửa và động mạch gan trộn lẫn tại các xoang máu á, ở kẻ tế bào á cô, trước khi dồn về tĩnh mạch gan á. Cái này là cái máu tĩnh mạch cửa là máu sau khi các cơ quan khác trao đổi chất rồi nó về chỗ tĩnh mạch cửa gan là máu nghèo oxy phải không cô ha? vừa mới nói xong, tĩnh mạch cửa là nó đi từ cái mạc treo ruột nó đi lên, là nó nhiều chất gì, nhiều chất dinh dưỡng trong động mạch gan là nhiều oxy. Dưỡng nhưng mà có nhiều oxy luôn không cô? Trong trong động mạch gan mới là giàu oxy. Dạ, nhưng mà nó trộn lẫn luôn hả cô? Là Sau khi nó ẩn thì nó trộn từ tĩnh mạch cửa và động mạch gan á, thì máu vừa giàu oxy vừa giàu chất dinh dưỡng. à dạ. Dạ, em cảm ơn cô. Cô ơi. Cô. Dạ. Em điều dưỡng liên thông này cô. Vâng. Có gì không anh? Sao tụi em làm khó lắm cô. Dạ bài quá khó 15 phút như kiểm tra 15 phút mà so với tụi em vậy là khó lắm á cô. Ý anh là bây giờ tôi sẽ chốt link 15 phút đúng không? Để cho anh 5 tiếng còn gì nữa. Nhưng mà vậy thì em ăn gian mất tiêu rồi, nhưng mà nói thật sự test hiện tình độ hiện tại thôi, chứ nếu mà test vậy em lại lấy quyền để giúp nhiều quá thì đâm ra nó không thật, cũng tội nghiệp nhau. Vậy là theo Dạ ý kiến nhưng của mà cảm anh ơn cô, em làm xong em gửi cô rồi á. mình đóng link trong vòng 15 phút nha lớp nha. Đó là theo ý kiến của anh. Dạ không cô ạ. À, em nói đâu có, em đâu có nói cô, xin cô là đóng lên sớm, nhưng mà bài này rất là khó cô, so với trình độ mà cỡ như tụi em mà khó lắm. Rõ là ý kiến của anh là như vậy còn gì nữa. Anh bảo là nếu mà Đâu cô em đóng nói là cái thiệt thòi cho anh không, còn gì. em nói là cái bài 15 phút mà cô cho test như vậy là khó lắm, tức là test kiểm tra 15 phút, ý của cô là điểm 15 phút thôi, còn tụi em có thể là kiếm 15 ngày chưa chắc là được nữa, chứ không thế mà phải là anh nói thế mà anh vừa mới làm xong, anh vừa bảo mà chưa được 10 phút nữa anh đã làm xong, anh gửi đề rồi, anh còn kêu khó cái gì nữa. em Rõ là mình khó cô và các bạn rồi đấy. xin quyền trợ giúp thôi, xin quyền trợ giúp thôi. Anh nói giống Dạ. như Anh nghĩ người làm bài anh ơi. là có Ơi, hiểu cảm ơn không? cô Không rất tập trung được nhiều. anh ơi. Dạ. Cũng may là có quyền trợ giúp. Dạ. Anh ơi, anh làm rồi thì anh im lặng cho mọi người làm bài đi anh. Ủa, mình có quyền mà bạn. Bạn muốn học thì mình cũng muốn học mà. Bạn cần gì đối chất với mình chứ, bạn nói vậy kỳ vậy. Bạn thấy bài này bạn khả năng bạn làm được không? Hay là bạn cần quyền trợ giúp? Anh ơi, đang có nghĩa đang là giờ đố kiểm nhầm tra lớp bạn ơi. không? Bây giờ bạn muốn gì? Bạn có tự làm được không? Mình không tự làm được, mình thấy bài khó mình chỉ nói với trình độ của mình thôi, với trình độ hy vọng mấy bạn cũng trình độ cỡ cỡ mình thôi. Anh ơi, anh tôn trọng lớp giùm anh ơi, lớp chung với Ồ, mấy lớp tôi đang riêng mình tôn được trọng, anh. tôi lên lớp mấy bạn cũng như tôi thôi, tôi cũng như mấy bạn thôi. Tôi nói Được bài không? khó tôi nói để mấy bạn dễ chứ giống như tôi thôi, chứ mai sau này bài này 15 phút thôi nha bạn. Nếu bài một tiết hoặc là bài mà kiểm tra cuối kỳ mấy bạn có làm được không? Ổn thiệt đấy nha. Tôi thấy bài rất là khó. Tôi Đâu nói để nói gì, để nói là để mong là mấy bạn ủng hộ để mà giáo viên người ta nhẹ tay cho mình, chứ không phải là tôi làm khó hay là tôi làm ghê mấy bạn. Còn mấy bạn muốn muốn có chứng tỏ mình hả? Mấy bạn cứ chứng tỏ đi, mấy bạn là ai? cái anh gì ơi, anh góp ý thì cũng đúng thôi, nhưng mà anh nói giọng gay gắt quá, anh cứ khiêu khích mọi người không à. Không phải là khiêu khích, nhưng mà tôi nói bài khó, mấy bạn nói với bạn giỏi nhưng bạn cứ làm đi, nhưng mà tôi nói rất là khó, tôi làm không được.
sai đâu, nói gì anh, nói kia là anh làm xong rồi thì anh để mọi người làm bài vậy thôi chứ ai nói gì đâu. Nếu mà bạn nói như vậy tôi cảm ơn bạn, chứ bạn nói gì vậy?